Mở đầu phim là bản tin tức về một thanh niên tên là Gong Min. Anh ta bị bắt vì tội quấy rối một nữ sinh lại còn hành hùng một nam sinh ngăn cản anh ta. Do là con trai của chủ tịch một tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì cả nước nên thông tin này của anh ta được mọi người vô cùng chú ý. Cô cảnh sát Ja Seon đứng xem tin tức mà mặt có vẻ căng thẳng. Mấy hậu bội đứng bên cạnh hỏi làm sao thì cô nói đang lo lắng về tên luật sư sắp tới bào chữa cho tên công tử đó. Luật sư đời mời bào chữa cho hắn chính là Lee Che Sang và anh ta đang có cuộc gặp mặt với gia đình tên kia. Anh ta đã sắp xếp mọi chuyện và đã đi cửa sau với thẩm phán xét xử phiên tòa này. Phiên tòa ngay sau đó cũng được diễn ra. Nạn nhân tường thuật lại vụ án rằng tối hôm đó đang trên đường về thì cậu nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Thò đầu xuống nhòm thì thấy cậu Gong Min kia đang có hành động không hay nên đã chạy xuống ngăn cản. Thấy vậy hắn ta đã dùng cậy quật mạnh vào lưng cậu. Sau đó đấm cho cậu hộc cả tương. Cô cảnh sát Seon ngồi dưới nghe thì vô cùng lo lắng. Anh luật sư Che Sang bắt đầu hỏi nạn nhân rằng gia đình phía thân chủ của hắn đã đề nghị bồi thường với mức giá là 50 củ, vậy tại sao bố cậu lại yêu cầu 200 củ. Sau đó anh còn đưa ra thông tin điều tra gia đình cậu ta cũng đang nợ một khoản nợ 200 củ nên đã cho rằng gia đình cậu cố tình để đòi tiền bồi thường. Lúc này nạn nhân nghe không cãi được. Sau đó anh ta còn mời cô gái tối hôm xảy ra sự việc lên làm chứng nhưng cô ta đã bị mua chuộc hay đe dọa nên đã đưa ra lời khai đẩy tội hành hung về phía của nạn nhân. Sau khi nghe như vậy thì Seon ngồi dưới vô cùng tức giận muốn lao lên cho anh luật sư một trận nhưng được đồng nghiệp ngồi bên cạnh cản lại. Anh luật sư Che Sang còn đưa ra giấy tờ chứng minh thân chủ của mình do dùng thuốc chữa trầm cảm kết hợp với rượu nên không có khả năng đưa ra phán đoán lý trí vào lúc đó. Cộng thêm việc đi cửa sau với thẩm phán thì sau đó hắn ta đã được thả tự do. Seon đi ra ngoài đầm đầm sát khí, phát điên vì anh luật sư đó. Do không chịu nổi nên cô đã chạy thẳng ra chỗ anh luật sư đang đứng nói chuyện và cho anh ta một đạp ngã ngửa. Còn vặn tay túm cổ làm anh kêu oai oái. Về trụ sở thì cô còn bị cấp trên trách mắng. Cô nói lần nào cũng thế. Chỉ vì hắn ta luồn lách giúp những tên xấu nên bọn chúng đều được thả hết. Không tên nào phải chịu tội. Chuyển cảnh thì anh luật sư Che Sang đang tiếp nhận vụ tố cáo mới vẫn của nhà đó nhưng liên quan công ty thực phẩm nhà họ. Cô trưởng phòng bàn giao việc còn nói trước khi giải quyết thì cần giải quyết việc bà phu nhân bị tố cáo là có hành vi bạo lực với người tố tụng khiến anh luật sư cũng cạn lời về hai mẹ con nhà này. Xong xuôi anh đồng nghiệp hỏi lại bị Seon đánh à? Thì anh nói đây là lần thứ ba rồi. Nhớ lại thì một lần vừa kết thúc phiên tòa thì Seon lao vào chửi thẳng mặt rồi phi búa vào giữa trán Che Sang. Lần khác thì bị cô túm tóc như đi đánh ghen. Nhưng anh nói thôi bỏ qua vì còn nhận nhiều việc bận rộn hơn. Seon sau khi lao vào solo với Che Sang thì bị cấp trên phạt đi đứng đường để kiểm tra nồng độ cồn của người lái xe. Vừa mới bắt được một ông thì ngay sau xe đó lại là Che Sang. Cô kiểm tra xong thì nhìn anh khinh bỉ rồi đi ra chỗ khác tiếp tục nhiệm vụ. Có vẻ Che Sang muốn nói chuyện với cô nên đã giả vờ xe gặp vấn đề rồi tấp vào lề. Seon thấy vậy thì ra nhắc nhở. Nói được vài câu thì Che Sang gắt gỏng bắt đền cô hành hung mình. Thì cô bảo đó là ngược đãi động vật chứ không phải hành hung vì anh không phải con người. Anh còn chê Seon chắc bị nhiều người ghét lắm thì cô bảo cô sống còn tốt hơn anh. Toàn đi giúp đỡ bọn xấu thoát tội mà đẹp đẽ nỗi gì. Cô còn nói biết vậy 12 năm trước đã không giúp đỡ anh. Bây giờ nhìn con người anh cô rất hối hận về việc năm đó mình đã làm. Về nhà nhớ lại chuyện 12 năm trước thì Che Sang trên đường đi học tối về. Đang đứng đái vạ thì một cô gái chạy đến túm lấy anh và nói có người muốn hấp diêm cô. Hắn ta tiến lại với một con dao khiến Che Sang vô cùng sợ hãi. Nhưng sau hai lần đâm trúng quyển sách thì hắn đã bị anh đập cho bất tỉnh. Sau đó Che Sang bị triệu tập đến đông cảnh sát về tội hành hung người đi đường cùng với mức phí hắn ta đòi hòa giải là 10 củ. Anh ra sức giải thích nhưng cảnh sát không nghe vì không có bằng chứng. Seon đứng bên thấy thế thì quyết định giúp đỡ Che Sang. Anh đang bị tên kia đòi thêm tiền làm khó dễ thì Seon dắt cô gái hôm đó đến làm chứng. Xong việc thì Che Sang cảm ơn cô và cho cô biết đã giải quyết ổn thỏa. Nghe vậy thì Seon rất vui vì đây là vụ án đầu tiên mà cô xử lý được. Trở về hiện tại thì Seon vừa đi trực đêm về thì thấy một ông đang đứng trước văn phòng cảnh sát. Sau khi nói chuyện thì ông ta kể lại khi nãy con gái gọi nói có người đi theo mình rồi đột nhiên tắt máy. Ông chạy đến nơi thì chỉ thấy một cái cài áo có chữ SMH là tên viết tắt của Xúc Mung Hoan, là chủ tịch của tập đoàn thực phẩm lớn ở đầu phim. Con gái ông làm ở văn phòng thư ký của chủ tịch, ông nghi ngờ con mình bị chủ tịch bắt cóc. Khi nghe có người nói vậy thì bà phu nhân lập tức gọi Che Sang đến văn phòng để giải quyết vụ này. Sau đó Seon cùng ông bác cũng đến văn phòng.
Chê Sang đưa bằng chứng chủ tịch và cô gái đó nhắn tin thân mật qua lại với nhau thì việc gì chủ tịch phải bắt cóc cô ta. Sau một hồi giằng co thì ai về chỗ nấy để điều tra. Đang ở bãi xe thì Sion lại tìm Chê Sang rồi cho anh ta một đấm vì dám cà khịa sỉ nhục cô. Sau đó hai người đã lái xe đuổi theo và chặn đầu cô trưởng phòng để hỏi cho rõ sự việc và từ chỗ cô ta biết rằng phu nhân nhận ra chủ tịch có người khác nên nhân lúc ông không ở nhà đã ra lệnh xử lý Tiểu Tam. Cô ta cũng chỉ cho hai người chỗ cô gái kia bị nhốt. Chuyển cảnh đến chỗ cô gái thì cô ta đang bị trói và vây xung quanh là một đám trông rất đầu gấu. Sau khi nhận được thông tin thì hai người đã lập tức gọi về sở cảnh sát và đồng thời đi đến địa điểm. Vào trong thì không thấy có động tĩnh gì, đi một hồi thì đến được một căn phòng. Hai người nhìn thấy một thùng tôn nên đã tiến lại mở ra thì nhìn thấy xác của cô gái kia ở trong đó. Chê Sang nhìn vậy nôn xanh mặt. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Sion lại tìm đến Chê Sang trách vì anh mà cô gái ấy mới chết. Nếu anh không cố kéo dài thời gian cho bà phu nhân thì bây giờ có lẽ cô gái đó đang mỉm cười. Sion con nói anh dùng mạng sống của người khác để kiếm tiền. Chê Sang suy nghĩ rất nhiều bởi những lời nói của Sion nên tìm đến chỗ bà phu nhân để nói chuyện. Đến nơi còn bị bà ta chửi như tát nước. Nhưng Chê Sang đã ghi âm lại tất cả những lời lẽ thú tội bẩn thỉu của bà ta và nói sẽ chống lại khiến bà ta tức điên. Chê Sang bỏ đi thì bà gọi điện sai người xử lý cậu. Trên đường về, Chê Sang gọi điện muốn đến chỗ Sion để đưa bằng chứng nhưng không để ý có xe bám theo. Sau đó bị chiếc xe đó đâm cho quay như trong chóng rồi lao vào vệ đường. Cô nghe thấy tiếng động lớn thì vô cùng hốt hoảng. Một chiếc xe tải khác chờ sẵn lao đến để kết liễu Chê Sang. Mở mắt ra thì anh thấy mình đang ở một chỗ rất lạ, lại còn có vợ. Cô vợ đó chính là Sion. Anh nhìn thấy cả ảnh cưới của mình treo trên tường. Bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Không những thế, anh còn có một đứa con với Sion. Anh cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Anh hốt hoảng chạy tới văn phòng luật sư của mình. Anh lao vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chê Sang nhìn thấy anh công tố viên mà trước kia mình đã cà khịa nay lại ngồi ở văn phòng luật sư của mình cùng với cấp trên thì vô cùng ngạc nhiên. Còn nói những lời trêu ngươi khiến anh ta tức điên. Làm nhảm một hồi thì cấp trên đứng dậy mắng cho Chê Sang một trận rồi còn gọi anh là công tố ly. Chê Sang khiến anh ngỡ ngàng, sau đó thì bị lôi ra ngoài. Sion cũng đuổi theo anh đến nơi, kéo anh ra xe rồi nói cho anh biết tình hình hiện tại. Bà phu nhân Shin Chung Hee của tập đoàn thực phẩm Gung U đang bị điều tra về việc mất tích của cô gái Seo Jung Chu. Còn con trai bà ta Gong Min, đáng ra trước đó anh đã giúp anh ta thoát tội thì nay Sion lại nói chính anh đã tống hắn ta vào tù. Rồi hai người đã sống với nhau được 6 năm rồi. Sau khi nghe Sion nói thì anh đứng hình mất nhiều giây. Sau đó anh ăn mặc chỉnh tế đến văn phòng công tố của mình hiện tại. Bước vào phòng được một lúc thì anh đồng nghiệp bước vào đưa cho anh xem một đoạn video có người quay lại Seo Jung Chu xuất hiện. Trong đầu Chê Sang nghĩ rằng đây là một giấc mơ do sự áy náy tạo ra một thế giới song song để giúp mình sửa chữa lỗi lầm trước đó. Dựa vào ký ức trước đó thì anh đã triệu tập mọi người đến để lúc soát căn nhà mà trước đó anh cùng Sion điều tra. Anh đi đến một căn phòng nhìn thấy một thùng tôn. Anh nhớ lại cái cảnh anh thấy được ở thế giới kia nhưng khi lại gần và mở ra thì bên trong chẳng có gì. Ở thế giới này họ lúc soát lại chẳng thấy manh mối gì cả. Và rồi Chê Sang bị sếp véo tai lôi vào chửi cho một trận, nói anh làm loạn lên nên bà phu nhân sắp trốn ra nước ngoài rồi. Chê Sang quyết định gọi bà ta đến đồn cảnh sát để tra hỏi tình hình. Đến nơi thì mặt bà ta có vẻ không thiện chí lắm. Do biết được điểm yếu của bà ta không chịu được cà khịa nên chỉ với vài câu hỏi thôi, Chê Sang đã làm bà ta nhảy ngược lên tức nghiến hai hàm vào nhau. Thấy mọi việc có vẻ không theo ý muốn nên anh luật sư của bà ta ngồi bên cạnh nói sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của Chê Sang nữa. Không quen khen năng lực của Chê Sang đã tiến bộ. Trong lúc bà ta đang chuẩn bị về thì trưởng phòng công tố nhận được điện thoại có lệnh bắt khẩn cấp bà ta về việc có hành vi hành hung với cấp dưới của mình. Đã được kiểm định thương tật. Vậy là bà ta đã bị còng ngay tại chỗ. Sion gọi anh lên sân thượng để nói chuyện. Hỏi anh tại sao lại biết những thông tin mật của công ty đó. Cô nghĩ rằng anh đi cửa sau mua chuộc lấy thông tin. Anh quát vào mặt cô còn nói nhất định khiến cho bà ta phải trả giá cho những việc mình đã làm. Nghe chồng bảo vậy thì Sion cảm thấy anh thật tuyệt vời còn khen anh rất ngầu. Chuyển cảnh thì mọi người đang tiếp tục điều tra dữ liệu về vụ án mất tích của Seo Jung Chu. Chê Sang nói cô ta làm ở văn phòng chủ tịch thì sẽ có hai chiếc điện thoại, một điện thoại cá nhân và một điện thoại công ty. Anh còn phát hiện ra hai điện thoại này vị trí lại không trùng khớp với nhau, ban ngày thì ở cùng một vị trí nhưng tối lại ở hai vị trí khác nhau. Lúc này mọi người cũng đoán ra người ngoại tình với chủ tịch không phải là Seo Jung Chu mà là một người khác.
Đang suy nghĩ thì Chê Sang thấy con gấu ở móc treo chìa khóa và nói đã biết người đó là ai. Tiếp sau đó Chê Sang đã gọi cho cô trưởng phòng hay đi theo phu nhân đến để nói chuyện và anh nói thẳng rằng cô chính là người ngoại tình với chủ tịch. Nghe vậy cô ta luôn mồm phủ nhận nên Chê Sang đã phân tích những gì anh điều tra được cho cô ta nghe. Còn nói do cô sử dụng điện thoại công ty của Seo Jung Chu nên cô ấy mới bị bà phu nhận hiểu nhầm và ra nông nỗi như bây giờ. Từ cái dáng ngồi vất vẻo giờ cô ta sợ hãi ngồi đàng hoàng lại, tiếp tục nói anh bịa chuyện nhưng với giọng điệu ấp úng. Chê Sang nói hãy giúp bọn họ lấy được manh mối điều tra nếu không anh ta sẽ làm ầm chuyện này lên và cho bà phu nhân biết Tiểu Tam thật sự chính là cô. Sau đó cô ta gọi điện cho bọn bắt cóc Jung Chu, cảnh sát đã định vị được điện thoại bọn chúng và lập tức xuất phát tìm đến nơi. Seon và Chê Sang đang đi thì cô chợt nghĩ rằng tại sao đến giờ cô Jung Chu vẫn còn sống, bà phu nhân thì lại muốn ra nước ngoài. Cô đoán bọn họ muốn cùng nhau vượt biên ra nước ngoài rồi mới xử Jung Chu vì vụ án này được điều tra công khai toàn quốc nên chúng không dám làm bừa. Thế là Seon chuyển hướng đến bến tàu và hai người đã phát hiện ra bọn chúng cùng Jung Chu đang chuẩn bị lên tàu. Chê Sang đang moi điện thoại gọi chi viện thì Seon gào ầm lên rồi phi ra như một vị thần nói mình là cảnh sát rồi đòi con tin. Chê Sang sau đó cũng chạy ra, thấy hai người nói vớ vẩn nên bọn chúng lao vào định xử lý hai người. Seon một mình đánh nhau như điên rồi bảo Chê Sang chạy đi. Hai tên đuổi theo Chê Sang vào trong một khu để khay gỗ rồi cũng bị anh xử hết. Đang chạy quay lại thì đột nhiên Chê Sang nhìn thấy một chiếc giày cao gót. Men theo lối đó thì anh nhìn thấy hai tên đang cầm súng chuẩn bị bắn Jung Chu. Chê Sang đẩy đống đồ đè vào bọn chúng rồi kéo Jung Chu chạy. Bị hắn đuổi đến đít dí súng bảo sẽ bắn chết anh. Vừa may đội chi viện cùng Seon chạy tới bắn cho tên kia một viên. Chê Sang thấy máu thì lăn đùng ra ngất. Jung Chu đã được giải cứu khỏi tay của bọn chúng. Sau khi tỉnh lại thì Chê Sang đã đi sang phòng bệnh của Jung Chu và bố cô ấy. Nhìn hai người vui vẻ hạnh phúc và nhớ lại hình ảnh lúc Jung Chu chết ở thế giới kia. Còn những lời Seon trách móc mình khiến anh đột nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi mà khóc nấc lên. Ra ngoài anh mới nhớ đến Seon chạy đi tìm cô. Cô nhảy lên người Chê Sang hôn chụt phát làm anh giật mình vứt cô xuống. Cô nhảy tưng tưng vì giải quyết được một vụ án lớn cùng với chồng mình, về nhà ngủ một giấc. Sáng sau vừa mở mắt thì bị con đánh giấm vào mặt tỉnh cả ngủ, giật mình vẫn thấy mình ở thế giới này nên Chê Sang gào ầm lên. Anh không thể chấp nhận được sự thật này, thái độ kỳ lạ của anh khiến cả hai mẹ con Seon đều hoang mang. Đột nhiên cả người anh cứng đờ rồi lăn vật ra giường. Hai mắt anh như vỡ ra từng mảnh ký ức rồi hình ảnh anh hấp hối trên giường bệnh xuất hiện. Trong tích tắc Chê Sang lại trở về bình thường. Chạy một mạch vào nhà tắm rửa mặt. Còn phát hiện ra trên tay mình có một vết sẹo lớn. Trong lúc ngồi ăn cơm, Seon nói sẽ đến thăm nhân viên cấp dưới của anh nhưng anh lại không nhớ là ai. Cô nói bà phu nhân muốn giết anh nên lái xe tông vào anh nhưng lại làm bị thương cấp dưới của anh. Khi đến bệnh viện thì bác sĩ nói trong một tuần sau đó thì anh ấy có thể tỉnh lại. Chê Sang càng ngày càng khó hiểu nên đã hỏi lại thông tin tại hiện trường xảy ra tai nạn. Đến phòng xem lại hồ sơ thì anh thấy tất cả thời gian và sự kiện đều trùng khớp. Anh nghĩ rằng ở thế giới thực mình đang bị hôn mê sâu và đã bị chìm vào thế giới này. Ở đấy mọi thứ đều khác so với thế giới thực, anh chỉ có thể quay trở lại khi bản thân mình tỉnh lại ở thế giới thực mà thôi. Và thời gian có thể là trong một tuần tới như bác sĩ đã nói về anh cấp dưới kia. Đang ngồi thẫn thờ thì cấp dưới đi vào đứng từ bao giờ làm anh dãy đành đạch. Đưa cho anh một đống hồ sơ các vụ án cần giải quyết và cần giải quyết hết trong vòng một tuần. Vậy là sau đó Chê Sang đã bắt tay vào giải quyết. Nào là vụ bà cụ giả điếc bắt cóc chồng, rồi hai vợ chồng đến phòng thẩm tra đánh nhau túm đầu cả công tố viên. Rồi là ông anh tính trốn tội còn ngậm xê sủi trong mồm giả vờ sùi bọt mép. Chê Sang cũng cạn lời với mấy trường hợp thế này. Seon cùng anh đồng nghiệp đang đứng nói chuyện trong bệnh viện thì gặp được một ông trông mặt biết không tốt đẹp gì đi đến cà khịa. Sau đó Seon nói ông sắp tham gia tranh cử chức thị trưởng, cô còn đá xéo ông ta là mong sẽ gặp ông ở đồn cảnh sát cho dù là đến tuyên truyền hay điều tra thì cũng phải thử một lần. Thì ra ông ta là Giang Đô Xích, chủ tịch của một tập đoàn tài chính. Bản tin cũng đang đưa tin về việc ông ta đang làm từ thiện cũng như thông báo về việc sẽ tham gia ứng cử. Seon đứng quan sát và mặt tỏ ra rất nguy hiểm, đang đút cho một ông già ăn thì bị ông ta phun cháo vào người. Trước máy quay thì ông Đô Xích tỏ ra rất quan tâm nhưng sau lưng thì lại đánh cho ông ta một trận không biết trời chăng gì nữa. Chê Sang đi đến chỗ xảy ra tai nạn của mình nghĩ nếu chết ở đây thì có thể quay về. Tính chạy ra cho xe đâm thì xe đang lao đến anh lại nhảy ngược trở lại. Còn đổ vạ cho xe suýt đâm chết mình,
Sau đó anh và mọi người được triệu tập vào một cuộc họp ở văn phòng công tố để giải quyết một vụ mất tích. Đối tượng là Kono Jung-mi đi ra khỏi nhà từ hôm trước và không thấy trở về. Bọn họ còn được giao phải tìm được trong vòng 24 giờ. Tất cả mọi người đã tìm đến nhà của cô gái đó và gặp được ông bố bị khiếm thị của cô cùng cô bạn của cô ấy. Đang hỏi chuyện thì thấy cô bạn dành trả lời chê sang lấy làm lạ nên muốn vào trong nhà xem. Thấy hai người vào nhà xem xét, cô bạn cũng đi theo với vẻ mặt bất ổn. Sau khi mọi người ra về thì Chê Sang quyết định hẹn cô bạn của Jung-mi ra nói chuyện lấy lời khai. Anh hỏi cô làm ở hộp đêm phải không thì cô bạn kể ra một loạt công việc cực khổ Jung-mi đã làm. Nói rằng cho dù có ra sao thì cô ấy cũng không chấp nhận làm việc đó. Cô kể lại thì vào một ngày đẹp trời thì một đám đòi nợ đến nhà cô bắt cô trả khoản nợ mà đáng ra cô đã trả từ trước đó rồi. Chúng còn theo cô đến chỗ làm gây sự nên Jung-mi rất hay bị đuổi việc. Những người khác cũng đi điều tra thông tin về Jung-mi là người thế nào thì mỗi nơi nói một kiểu làm cho họ cũng hoang mang. Sau đó tất cả đã gọi bố Jung-mi đến thuyết phục ông làm phẫu thuật mắt nhưng ông nhất định phải đợi con gái mình thì mới chịu làm. Chê Sang lúc này nói thẳng ra là chính vì khoản nợ quá lớn nên cô Jung-mi đã quyết định bỏ nhà đi, để lại ông bố mình. Do không chấp nhận được sự thật con gái đã bỏ rơi mình nên ông ấy cố tình giả vờ sợ hãi dựng chuyện con mình bị mất tích để cảnh sát giúp đỡ vào cuộc điều. Bị nói trúng tim đen nên ông ấy dãy đành đạch phủ nhận giả chân. Chê Sang nói cảnh mọi người ở đây không phải thám tử mà giúp ông tìm người. Nhưng rồi Sion đã tìm đến chỗ ông chú và an ủi để ông bình tĩnh hơn. Chê Sang nhận được thông báo cấp dưới của mình trong bệnh viện hồi phục rất tốt, có thể sẽ tỉnh lại trong vòng 3 ngày tới. Anh vô cùng vui mừng vì nghĩ khi anh ta tỉnh lại cũng là lúc mình ở thế giới kia tỉnh lại và anh sẽ được trở về. Đang vui thì Sion vào chửi cho anh một trận vì hôm nay quên đón con. Đến nơi thì con khóc như mưa còn kêu số khổ rồi là chê cái cuộc sống củ chuối này. Về nhà còn khoanh tay vênh mặt nói sẽ không nói chuyện với Chê Sang nữa. Nhưng mới nghe mẹ bảo là bố sẽ đọc cho 10 cuốn truyện trong một tuần thì lại chơi với bố. Hôm sau thì Sion nhận được thông báo rằng đã phát hiện ra một cánh tay trong thùng rác và cho rằng đó là của Jung-mi. VIP trên cánh tay có chiếc nhẫn giống của Jung-mi hay đeo. Sau đó họ nhận được tin rằng bà vợ bỏ trước đó của bố Jung-mi đột nhiên quay lại để cho ông ta làm phẫu thuật. Sion cùng anh đồng nghiệp đến gặp nói chuyện với bà ta. Bà khóc lóc ỉ ôi rồi lỡ miệng nói rằng ông ấy biết con mình bị chặt cánh tay phải thì biết làm sao. Sion thấy nghi ngờ ngay vì cô chưa hề đề cập đến việc tay trái hay tay phải bị chặt. Về đến văn phòng, mọi người họp bàn về thông tin của bà vợ thì biết bà ta có tiền án lừa đảo chuyên nghiệp, tiếp cận hai bố con trong một đợt hoạt động phúc lợi xã hội. Rồi cô con gái đã mua bảo hiểm tử vong với giá trị bồi thường lên đến 600 triệu. Mọi người lúc này đều nghi ngờ bà vợ nhưng Chê Sang đứng dậy cho rằng cả nhà ba người họ đã cùng nhau tạo ra vụ án này. Sau khi kết thúc phiên họp thì họ cử người đi điều tra thêm xem có phát hiện thêm mảnh xác nào không thì kết quả chẳng thu được gì. Ông chủ tịch công ty tài chính Giang Đô Xích đã mời anh luật sư nổi tiếng đến nhờ giúp cho mình một việc. Anh ta cũng vui vẻ mà đồng ý. Do bị Sion hành nên Chê Sang đến văn phòng với vẻ mặt thẫn thờ, còn quỳ gối khen sếp ly hôn đúng là hạnh phúc nên bị ông đập cho một trận. Đang solo thì Sion đi vào nói trong cuộc thẩm vấn bà Zoe Xúc sắp tới sẽ có người của văn phòng luật sư tới. Khi đến nơi thì đó chính là anh luật sư nổi tiếng kia, họ nói là sẽ làm luật sư đại diện cho phía bà Xúc. Cuộc phỏng vấn bắt đầu, tất cả các câu hỏi được đặt ra bà ta đều không trả lời mà đều để cho luật sư của mình trả lời. Chê Sang ở ngoài biết không thu thập được gì nên đã đi vào và nói với bà ta rằng đừng nghĩ đám người đó sẽ giúp đỡ bà ta. Sau cùng bà cũng chỉ là người bị lợi dụng mà thôi. Ra ngoài thì mọi người đang khó chịu vì không thẩm tra được gì mà đã phải thả người thì Chê Sang nói vụ này quy mô rộng lớn hơn họ tưởng. Được văn phòng luật sư lớn nhất nhì Hàn Quốc đứng ra biện hộ. Sau đó Chê Sang đã đi tìm một cậu dai đeo kính về nói rằng cậu ta sẽ cùng tổ công tố điều tra vụ án lần này nhưng cậu ta tỏ vẻ ra không thích vì phải làm việc với người đã tống cậu vào tù. Hỏi ra thì Chê Sang mới biết chính mình là người khiến cho cậu ta phải ngồi trong đó. Nhớ ra là ở thế giới kia anh biện hộ cho cậu ta vô tội thì ở đây ngược lại với điều đó. Sau đó Chê Ang đã thuyết phục cậu ta đến một quán bar, nơi mà các luật sư cũng như phóng viên giao dịch với nhau vào đêm khuya. Anh bảo cậu ta trộm băng ghi hình trong đó và cắt ghép để làm thông tin điều hướng dư luận. Sau đó, tin tức về cuộc giao dịch giữa văn phòng luật sư cùng các phóng viên đã được chiếu trên bản tin. Khi ông chủ tịch thấy được đoạn video đó trên TV thì vô cùng tức giận sợ ảnh hưởng đến vị trí ứng cử của mình nên đã gọi cho anh luật sư nói muốn sống tốt thì giải quyết cho ổn thỏa.
mọi người đã có một cuộc họp cho rằng Jung Mi đã trở thành đối tượng cho bọn giao dịch nội tạng vì nhóm máu của cô là nhóm máu hiếm. Sau đó đã chia nhau đến những nơi làm việc cũng như những người từng uy hiếp Jung Mi để điều tra. Đội trưởng cùng anh Mập đi đến chỗ bọn đòi nợ trước của Jung Mi. Vừa vào đến nơi nói được vài câu thì hai bên lao vào chiến luôn. Tên cầm đầu sau đó bỏ chạy thì anh tổ trưởng đuổi theo ra đến xe. Tưởng hắn sắp chạy mất thì xe không thấy để được nên hắn. Hóa ra cậu dai kia ở dưới canh đã tháo bánh xe rồi còn đâu mà chạy. Chê Sang cùng Sion cũng tìm đến nơi mà Jung Mi trước kia làm việc. Còn xác nhận được một chuyện rằng Jung Mi đã từng làm việc ở hộp đêm này, không như lời cô bạn lúc trước đã kể. Được mấy cô gái kể về việc bọn đòi nợ luôn đến tìm Jung Mi, cô không muốn bố mình xảy ra chuyện nên ra sức bảo vệ cho bố mình tránh khỏi bọn chúng. Không những thế còn luôn phải đi bới thức ăn người khác đã vứt đi. Nghe đến đây thì hai người vô cùng đau lòng. Sau khi về mở cuộc họp, tập hợp tất cả những thông tin thu thập được thì Sion cho rằng ông chủ tịch Đô Xích kia đứng sau bảo kê cho tất cả chuyện này. Cô nói mọi mục tiêu điều tra đều liên quan đến viện phúc lợi của chủ tịch Đô Xích. Không chỉ có vậy, con trai của người đại diện đảng Hàn Quốc sắp làm một cuộc phẫu thuật tim nên cần người để lấy nội tạng. Chính vì thế, ông ta đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí ở nhiều nơi để tìm ra người phù hợp và Jung Mi đã được chọn. Đồng thời, chủ tịch Đô Xích muốn chắc vé thắng cử nên đã đứng ra thực hiện chuyện này cho ông đại diện đảng Hàn Quốc kia. Khi hiểu ra vấn đề thì Chê Sang nhận ra nhân chứng trong vụ này có bà Ê Xúc, sợ bà sẽ gặp nguy hiểm nên mọi người đã cử nhau theo sát bà ta. Bà Ê Xúc đang trên đường về thì phát hiện có kẻ đi theo mình. Bà cố chạy thì gặp một tên nữa chặn đầu. Chúng lôi bà vào ngõ định tiêm thuốc xử bà nhưng bị bà cắn còn sút cho một phát rồi bỏ chạy. Sau đó bà đã gặp được nhóm của Sion và được cứu. Anh luật sư tức tốc đến tìm ông chủ tịch hỏi cho ra nhẽ việc bà ta bị tấn công có phải ông làm không thì ông ta không nhận. Thì ra là Chê Sang đã sai người giả làm kẻ xấu tấn công cho bà ta sợ hãi. Về đến văn phòng công tố, do quá lo lắng cho tính mạng của mình nên bà đã cầu xin Chê Sang giúp đỡ mình. Bà đã nói ra những người liên quan, trong đó có người được gọi là mục sư Park. Hắn nói bà tiếp cận bố con Jung Mi để canh chừng không cho Jung Mi chạy mất. Sau đó ông ta còn gặp muốn Jung Mi bán nội tạng của mình. Nhận được thông tin thì Chê Sang bảo cảnh sát cử người đi bắt giữ tên mục sư kia và điều tra nơi bệnh viện tiếp nhận việc lấy tạng này. Rồi Sion cùng Chi Sang đi đến bệnh viện để điều tra ông đại biểu cùng với bác sĩ. Cô nói sẽ cho hai người ngồi chung tù. Còn không quên chúc con trai ông ta thê thảm vì ông đã giết con người khác. Sau khi mọi chuyện được xác định, bố của Jung Mi cũng đã mổ xong, anh tổ trưởng nói với hai người rằng người hiến giác mạc cho ông ấy chính là Jung Mi. Sion vào muốn nói cho ông biết chuyện của con gái nhưng ông cũng biết được sự tình. Nghe như lời tâm sự của ông, Sion không kìm được nước mắt, những người ở ngoài nghe mà không ăn lòng nổi. Sau khi những người liên quan bị điều tra thì do sợ bị liên lụy đến vị trí ứng cử của mình nên ông chủ tịch đã sai người đi giải quyết. Sang sau Chê Sang và Sion đang ở phòng cho cốt thăm một bé gái và nói đó là cháu gái của cô, còn nói là anh trai mình phải chịu tội giết người. Chê Sang nghe vô cùng tò mò nhưng không dám hỏi. Bỗng anh nhận được điện thoại báo rằng tìm thấy xác của ông đại biểu đại diện đảng kia. Về đến hiện trường còn được biết thêm là tối hôm qua thì bà Ê Xúc cũng đã chết do bị dị ứng thức ăn dẫn đến tắc thở. Sion nghe xong thì đoán ngay được là do ông chủ tịch Đô Xích làm ra. Sion sau đó đã tìm đến tận chỗ của ông chủ tịch làm ầm lên. Sion nói ông ta liên quan đến vụ buôn bán nội tạng, còn bảo nếu ông ta nên làm thị trưởng thì thành phố này sẽ trở nên thối nát. Nhưng khi nghe những lời như vậy thì mặt ông ta vẫn cứ khinh khỉnh không thèm quan tâm đến những lời Sion. Ông còn hỏi cô có làm cảnh sát được mãi không hay sẽ trở thành một cái xác được người ta tìm thấy. Khi về văn phòng, Chê Sang gọi anh tổ trưởng vào để hỏi chuyện anh muốn hỏi về người anh trai của Sion. Sau đó anh đã nói dối rằng sau khi bị tai nạn mình đã bị mất một đoạn trí nhớ và muốn nhờ anh tổ trưởng giải thích lại câu chuyện đó cho mình nghe. Anh kể lại khi xưa thành phố muốn xây dựng lại cơ sở hạ tầng nên mâu thuẫn giữa người dân và ông chủ tịch Đô Xích rất gay gắt. Những lời người dân phản đối đều vô dụng. Cùng lúc đó thì anh trai của Sion đã đứng lên tiếng và đã bị ông chủ tịch ghim. Lúc đó anh ấy đang làm bác sĩ cho một viện bảo trợ trẻ em. Vào một ngày đẹp trời, Sion đến viện bảo trợ thì thấy mọi thứ bị tan hoang. Vào đến nơi thì nhìn thấy anh trai mình đang co ro trong góc. Anh bảo ông chủ tịch đã cho xã hội đen đến đây để uy hiếp anh. Còn dặn cô nếu anh xảy ra chuyện gì thì nhất định phải điều tra. Sau khi đi mua đồ trả về thì Sion bắt gặp một người mặc áo đen nên cô đã đánh nhau với hắn, lấy chậu hoa đập vào đầu cô rồi bỏ chạy. Bước vào bên trong nhà, cô thấy khắp nơi đều là máu.
Tất cả đám trẻ trong phòng đều bị giết chết, cô sợ hãi chạy ra ngoài, vừa ra đến nơi thì căn phòng phát nổ. Trở về hiện tại thì Chê Sang vừa nhớ lại những lời kể đó, vừa nhìn Sion một cách đau lòng. Tin tức buổi sáng đang đưa tin về một dược sĩ nổi tiếng tên Piu. Vừa xuống sân bay thì anh đã được ông chủ tịch Đô xích ra đón tay bắt mặt mừng như thân thiết lắm. Nhưng khi thấy ông ta thì mặt anh có vẻ không vui. Ông ta lại tiếp tục làm màu trước mặt các phóng viên. Chuyển cảnh thì Chê Sang vừa mới tới văn phòng và gặp được cô cấp dưới, đột nhiên cả cơ thể anh dường như bị cứng lại và bắt đầu ôm ngực. Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện trên hình ảnh cơ thể mình ở thực tại đang phải làm phương pháp sốc điện. Một lần nữa mở mắt ra thì anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện, họ nói là anh đã bị ngất. Khuyên anh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Khi biết mình đang ở chung bệnh viện với anh cấp dưới bị tai nạn, Chê Sang đã chạy đến phòng bệnh và được vợ anh ấy cho biết rằng bác sĩ nói anh ta có thể trở thành người thực vật. Khi nghe như vậy thì Chê Sang sợ cơ thể của mình ở thực tại cũng gặp vấn đề như thế nên anh rất hoang mang. Cảnh khác, một bà mẹ đang đứng dưới mưa chờ cô con gái đi học về, cô bé đang đi thì bắt gặp một người mặc đồ đen trên tay xách một cái túi có búa. Hôm sau Chê Sang và Sion vừa tiếp khách xong thì nhận được điện thoại. Khi đến hiện trường thì phát hiện ra xác của một nữ sinh. Vì thủ pháp giết người giống như vụ án ở viện bảo trợ năm xưa nên mọi người nghĩ đó là cùng một hung thủ. Sau khi đến nhà bà mẹ điều tra thì mọi người được biết rằng khu nhà bà ở cũng nằm trong diện cải tạo để xây dựng phòng nghiên cứu. Nhưng bọn họ không còn chỗ nào để đi nên không di rời khỏi đây, trước đó còn bị ông chủ tịch đến và nói những lời cay nghiệt. Khi nghe như vậy thì mọi người cũng dần hiểu ra được vấn đề. Sion nhớ lại về vụ án năm xưa của anh trai mình, khi đó bọn họ điều tra ông chủ tịch thì ông ta còn nói ra những lời xúc phạm khinh bỉ. Anh trai cô làm cô như phát điên. Chê Sang lúc này tìm đến văn phòng của anh luật sư và nói ra những lời khiến anh ta không ngờ đến. Nhận ra Chê Sang đã không còn dễ đối phó nên anh ta đã đưa cho Chê Sang mà hợp đồng làm việc có lợi cho anh. Sau đó Chê Sang cũng suy nghĩ nếu như mình không thể quay trở về thì cuộc sống ở đây phải do mình lựa chọn. Trở về văn phòng thì sếp đang trách mắng mọi người không quản lý tốt hiện trường để cho đoạn clip người nhà nạn nhân bị tấn công lan truyền trên mạng. Tất cả mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về phía anh trai Suho của Sion, vì khi xưa vụ án xảy ra thì anh ta đã biến mất. Sion lại nói cô cho rằng các vụ án này đều liên quan đến ông chủ tịch, bởi vì những nơi xảy ra vụ án đều là những nơi nằm trong kế hoạch thi công công trình của ông ta. Chê Sang đang mải suy nghĩ về những lời đề nghị của anh luật sư thì bị sếp quay ra hỏi nghĩ như thế nào. Anh chỉ mỉm cười nói rằng anh muốn từ chức công tố viên, làm cho mọi người vô cùng bất ngờ. Cô đồng nghiệp hỏi Sion về quyết định của Chê Sang nhưng cô nói không biết gì, thấy điện thoại của Chê Sang ở đó. Sion đã mở ra xem và thấy anh luật sư gửi tin nhắn chốt hợp đồng với Chê Sang. Sau khi nói chuyện với sếp thì ông đã quyết định để cho Chê Sang đi với yêu cầu là anh phải giải quyết xong vụ án lần này. Về đến nhà thì hai vợ chồng đã cãi nhau một trận, Chê Sang nói đã quá chán ghét với cuộc sống như thế này. Sion nghe như vậy thì vô cùng buồn bã, không nghĩ rằng anh có thể nói ra được những lời như thế. Hôm sau mọi người đến hiện trường vụ án để điều tra thì đột nhiên nhận được thông tin một công tố viên mở cuộc họp báo công khai về vụ án, trở về thì thấy Chê Sang đang đứng trên bục phát biểu hứa rằng sẽ tìm ra hung thủ. Sau đó Sion đã trách anh chưa đâu vào đâu mà đã công khai danh tính người nhà nạn nhân. Anh nói sẽ sử dụng truyền thông để trở thành chiến lược thu thập tình báo, từ đó sẽ có nhiều manh mối hơn. Nhận được tình báo từ chỗ một bà cô thì mọi người đã đến đó để hỏi và được bà cho biết rằng tối hôm đó bà đã nhìn thấy ba chiếc ô tô đen đi vào trong công trường còn dắt theo một cô gái. Do tò mò lên bà đã đi theo xem mà thấy bọn họ đánh cô ấy rất dã man, không những thế bà còn nhìn thấy ông chủ tịch đứng ở đó. Nghe vậy thì bọn họ muốn trích xuất camera nhưng bà ấy nói ở đó không có. Báo cáo lại cho Chê Sang thì mọi người lại được anh nói rằng hãy đi ngụy tạo điều tra, khiến Sion vô cùng tức giận. Hai vợ chồng dẫn con gái đến khu vui chơi và ngồi nói chuyện ở bên ngoài. Sion nói tại sao anh lại có thể thay đổi như vậy, trở thành một con người xấu xa, nói năng vô trách nhiệm, chọn con đường không đúng đắn. Chê Sang lại nói trách nhiệm của một người đàn ông với gia đình đã đè nặng lên vai anh. Còn nói nếu sau này cô ở một mình thì biết làm sao. Sion tưởng rời xa mẹ con cô. Con gái vô tình nghe thấy tưởng rằng ba sẽ bỏ mẹ con mình đi nên đã lăn ra khóc rẫy đành đạch, khiến cho Chê Sang hốt hoảng. Vội vã bế con gái đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Hôm sau mọi người đến công ty của ông chủ tịch với lý do điều tra về vụ gây tai nạn bỏ trốn có liên quan đến ông. Ông ta lại cố tình nhắc về vụ án năm xưa của anh trai khiến cho Sion rất khó chịu, nhưng đã được anh tổ trưởng bên cạnh giữ lại, anh còn không quên cà khịa ông ta mà hứa sẽ bắt tên hung thủ phải quỳ xuống xin lỗi.
Chuyển cảnh thì mọi người đang ngồi ở văn phòng thì có những người được gọi là giám sát viên nói rằng có người tố cáo Seon đến để điều tra về quan hệ giữa Seon và anh trai Suho của mình. Lúc này thì sếp cũng mới biết về mối quan hệ của hai người nên đã trách Chê Sang và anh tổ trưởng đã giấu mình suốt bao nhiêu năm qua. Còn nói trong khoảng thời gian này cô sẽ bị từ chức tạm thời cho đến khi kết thúc giám sát. Không những thế còn có thể bị tố cáo về việc cố ý cản trở điều tra đưa lời khai giả. Chê Sang gọi điện cho anh luật sư và nói anh không nên động vào vợ mình và bắt đầu tuyên chiến với anh luật sư. Anh sai người đi lấy trộm thẻ nhớ ghi hình trên xe của ông chủ tịch để về làm chứng cứ điều tra. Nhưng khi xem đoạn video thì lại không phát hiện ra nạn nhân mà là một cô gái khác cùng lúc đó. Tổ trưởng đi về và đưa cho chứng cứ mình đã điều tra được và xác nhận được thông tin của kẻ tình nghi. Nhưng khi đến nhà hắn thì không có ai ở đó. Họ còn phát hiện ra được những lọ thuốc giống với chứng cứ năm xưa đã thu thập được cả vụ án của anh trai Seon. Chê Sang cầm lọ thuốc trên tay nhớ lại khi sư Seon cũng mang đến cho mình một lọ thuốc như vậy phải yêu cầu mình điều tra lại về người sử dụng lọ thuốc. Đó nhưng do cuộc điều tra đã được công khai kết thúc nên anh đã nói dối cô rằng không có ai sử dụng lọ thuốc đó ấy khiến cô vô cùng thất vọng. Trở về văn phòng thì nghe thấy tiếng Seon đang nói chuyện với anh cấp dưới trong phòng thì mọi người đi vào xem mà được cô cho biết đã tra ra manh mối mới. Sau khi xem lại đoạn video lan truyền trên mạng thì cô nhận thấy góc quay video có vấn đề nên đã tiến hành phân tích góc quay. Chê Sang sau khi nghe thì nhận ra cô chị gái của nạn nhân có hội chứng co giật và họ cũng nhận ra rằng cô ta chính là người quay video nên đã quyết định tìm ra cô ta trước. Sau khi đến nhà thì không phát hiện cô ta ở đó, bà mẹ vô cùng ngạc nhiên, không những thế mà còn nhận ra kẻ tình nghi chính là người chú rất thân thiết với cô con gái lớn. Bà còn nói rằng sau khi sự việc xảy ra thì có rất nhiều người gửi tiền viện trợ đến cho gia đình bà và cô ta luôn là người quản lý. Từ đây mọi người cũng xác định được rằng kẻ tình nghi đã lợi dụng cô ta để lấy tiền về tay mình. Họ còn tìm thấy một lọ thuốc mê giống như mẫu thuốc tìm thấy trên người của nạn nhân. Họ nghĩ là người tiếp theo hắn giết chính là cô chị vì hắn đã đạt được mục đích của mình. Seon đoán rằng anh ta sẽ thực hiện vụ án tại công trường nên mọi người đã đến đó. Đang đi tìm thì đột nhiên gặp hắn nên mọi người đã đuổi theo. Thấy mình bị bao vây thì hắn nói ra những điều vô cùng kỳ lạ, sau đó đã gieo mình xuống dưới chết ngay tại chỗ. Mọi người ở đó thì vô cùng bàng hoàng, còn cô xinh gái thì đã bị hắn giết chết. Sau khi nhận xác của con mình ra đến ngoài thì bà mẹ gào khóc trước mặt các phóng viên. Đột nhiên Seon phát hiện áo của bà ta mặc ngược trong khi trước đó gặp mặt thì bà ta không mặc như vậy. Trở về văn phòng công tố, mọi người họp lại với nhau và nêu ra những phát hiện của mình về bà mẹ. Mọi sự nghi ngờ đã được chuyển sang phía của bà ta. Cậu nhân viên còn cho mọi người xem những bình luận ác ý trên mạng. Xã hội của một tài khoản luôn luôn nói bà mẹ là một người giả tạo và đã diễn rất nhiều trẻ em với danh xưng y tá của mình. Lúc đầu ông sếp không cho mọi người điều tra vì manh mối không rõ ràng, nhưng khi nghe những suy luận của mọi người thì ông đã đồng ý cho họ tiếp tục điều tra về hướng của bà mẹ. Buổi tối nằm trên giường, Seon không ngủ được, nói rằng mình luôn suy nghĩ về vụ án của anh trai năm xưa không có cách nào để điều tra được. Chê Sang đã an ủi cô, nói cô không cần tỏ ra mạnh mẽ. Khi nghe những lời như vậy, Seon đã ôm lấy Chê Sang mà khóc. Ngày hôm sau thì Chê Sang đã được anh luật sư và ông chủ tịch hẹn gặp riêng ở văn phòng. Muốn mời anh về phe mình làm việc và sẽ cho anh 90% cổ phần và hoa hồng của công ty. Chê Sang hỏi rằng nếu anh không đồng ý thì sao? Ông chủ tịch bắt đầu quý hiếp anh, nói rằng sẽ khiến cho con gái anh chứng kiến mẹ nó bắt bà nó. Đang suy nghĩ về những lời ông chủ tịch vừa nói thì Chê Sang nhận được điện thoại báo rằng đã tìm được người bình luận ác ý trên mạng xã hội về bà mẹ. Sau khi tìm được người đó thì họ nghe kể lại rằng khi xưa bà ta luôn là một người rất tận tâm trong công việc. Bà ta còn luôn luôn hút nước mũi bằng miệng để giúp cho những đứa trẻ thông đường thở. Nhưng rồi sau đó những đứa trẻ đều bị chết không rõ lý do. Còn có lần nhìn thấy bà ta đứng trong nhà vệ sinh học cách để khóc. Sau khi bệnh viện nhận được báo cáo vì muốn che giấu nên đã đuổi việc bà ta. Mọi người sau đó đã ngồi lại phân tích về những manh mối mà mình đã thu thập được. Họ phát hiện ra bà ta mua rất nhiều sữa bột, nhưng ở cô nhi viện nơi bà ta làm việc thì không có đứa trẻ nào cả, chỉ có một đứa con mà bà ta đang chăm sóc. Cô bé bị mắc chứng bệnh cần hạn chế tiếp xúc với những chất được làm từ sữa. Chê Sang lúc này cũng đoán ra được mục tiêu tiếp theo của bà ta, đó chính là cô bé mà bà ta đang chăm sóc. Không những thế bà ta còn phát trực tiếp trên mạng xã hội giả vào khóc lóc để lấy sự thương cảm của mọi người. Chuyển cảnh đến nhà bà ta thì vừa kết thúc phát trực tiếp thì bà ta lấy sữa ra và cố tình bơm vào người cô bé làm cho cô bé vô cùng sợ hãi. Sau đó bà ta chạy ra ngoài kêu gào thu hút sự chú ý của mọi người, khóc lóc nói rằng cô bé xảy ra chuyện thì mình không sống được.
Cùng lúc đó, phóng viên ở đài truyền hình đã đi đến cùng với máy quay nói rằng bà ta biết cô bé không được dùng những thứ liên quan đến sữa nhưng vẫn cho cô bé uống sữa mua ở cửa hàng. Mọi người xung quanh lúc này nhận ra rằng bà ta cố ý, xe cảnh sát ngay sau đó cũng đến nơi, bà ta liền đứng dậy với khuôn mặt sợ hãi hoang mang. Không còn kêu gào thảm thiết nữa, bà ta nhận được lệnh bắt giữ từ phòng công tố viên nhưng vẫn cố tình bao biện. Vậy là cảnh sát đưa cho bà ta xem đoạn clip, thì ra là anh hacker ở phòng cảnh sát đã đột nhập vào máy tính của bà ta và bật tính năng quay trực tiếp. Tất cả những hành động bà ta làm với cô con gái đều đã bị mọi người xem được và cũng trở thành bằng chứng tố cáo bà ta. Về phòng thẩm vấn, Chê Sang liên tục dùng những lời nói chỉ trích bà ta khiến cho bà ta như phát điên. Sáng hôm sau, Chê Sang lại nhận được điện thoại của anh luật sư nói về đề nghị của ông chủ tịch lúc trước và nói sẽ đợi anh đến 5 giờ chiều xem quyết định của anh. Sau khi suy nghĩ về những lời đe dọa của ông chủ tịch, Chê Sang đã đưa ra quyết định của mình. Ở sở cảnh sát, bà phạm nhân đang ngồi ăn cơm thì thấy khó chịu vì chiếc còng nên một anh cảnh sát đã tháo còng cho bà ta. Sau khi thấy anh cảnh sát vứt súng vào trong ngăn kéo và quay đi. Nhân cơ hội không ai để ý, bà ta đã lấy súng và bắt một người làm con tin để trốn thoát khỏi sở cảnh sát. Sau khi ra ngoài, bà ta đã bắt được con gái của Sion, sau đó gọi điện đi hiếp Chê Sang và nói rằng sẽ xử lý con bé trong vòng nửa tiếng nữa, làm cho anh không thể quên được bà ta. Sau khi xác định được vị trí và ta sẽ gây án, cả đội công tố và cảnh sát đã lái xe đến đó. Chạy vào đến nơi thì thấy bà ta đang chuẩn bị giết con gái cô. Chê Sang đã đánh lạc hướng và ra hiệu cho anh tổ trưởng và đồng đội bắn vào chân của chiếc bàn làm cho bà ta đập hụt. Cầm búa lao lên thì bà ta bị Sion đấm cho một phát vào mồm, sau đó thì bị bắt và đã giải cứu được cô con gái. Sau khi trải qua nguy hiểm thì Chê Sang đã dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, vui đùa cùng con gái. Đang ngồi trong nhà vệ sinh ở công ty thì nghe thấy hai cấp dưới của mình nói chuyện, anh biết được rằng mình không bị ông chủ tịch kia làm phiền là nhờ anh đội trưởng đã ngăn cản chuyện đó lại. Đang đứng trong phòng suy nghĩ về những lời mình vừa nghe được thì cô cấp dưới đâm đầu vào phòng làm anh giật mình và nói rằng những cảnh sát đi thực hiện nhiệm vụ đã bị đâm bằng dao phải nhập viện. Nhớ ra Sion cũng thực hiện nhiệm vụ nên anh vội vã chạy đi xem tình hình. Chạy tới phòng bệnh thấy Sion nằm trên giường thì Chê Sang khóc lóc đau đớn. Đang xúc động thì anh thấy Sion ngáy khò khò. Sion tỉnh dậy và nói mình không bị thương, người bị thương là anh đội trưởng vì trong lúc đánh nhau với tội phạm thì anh đội trưởng đã đỡ giúp cô một dao. Thấy hai người cười cười nói vui vẻ thì Chê Sang cảm thấy vô cùng khó chịu. Ở đài phát thanh thì ông chủ tịch và anh dược sĩ Pin U đang có một buổi ở phỏng vấn nhưng có vẻ anh ta không thích. Sau khi kết thúc, ông chủ tịch cùng với anh ta đi ra một bãi đất trống. Ông ta bắt đầu sỉ nhục anh và còn tát anh mấy cái. Lúc này, Seon cùng với anh đội trưởng đã đi theo từ bao giờ đứng bên cạnh và chụp được những hình ảnh ấy. Hai người suýt nữa thì bị phát hiện, Seon còn đánh rơi thẻ cảnh sát của mình ở đó. Chê Sang đưa con gái đến trường thì được cô giáo gọi lại và nói muốn trình báo một vụ mất tích của một bé gái. Anh nói nếu như chỉ là nghỉ học thông thường thì không thể điều tra được. Nhưng anh được biết thêm là vài hôm trước thì mẹ cô bé gửi tin nhắn xin nghỉ học, nhưng khi cô đến nhà tìm thì được biết mẹ cô bé mới mất. Trong nhà còn có một người phụ nữ ở nhờ nhưng rồi đã dẫn theo cô bé mà biến mất. Sau khi cho người đến kiểm tra thì được biết từ bà chủ nhà rằng mẹ có bé đã đăng ký 5 bảo hiểm. Tử vong với tên mình là Park Soo-hee nhưng người hưởng thụ lại là người phụ nữ ở nhờ tên Lee Da-song kia. Sau khi nghe nói Park Soo-hee làm việc ở viện nghiên cứu của Pin U thì Sion đã quyết định đến đó để hỏi thêm thông tin về cô. Cô đồng nghiệp kể rằng khi Soo-hee gặp được Da-som vì thấy cô đáng thương nên đã giúp đỡ cô, nhưng sau đó cô ta lại dựa dẫm vào Soo-hee. Sau khi biết Soo-hee sắp nghỉ việc ở công ty thì đa số đòi đi theo cô ấy. Tốt bụng lên, Soo-hee đã dẫn cô ấy theo. Hỏi về chỗ ở của Da-som trước đó thì Sion biết được rằng cô ta ở một viện phúc lợi đường tài trợ bởi công ty ông chủ tịch Do-sik. Nghe vậy làm cho Chê Sang và Sion đứng hình. Anh đội trưởng và cấp dưới của mình điều tra thêm được từ một bà hàng xóm biết rằng Da-som rất hay ăn mặc giống như Soo-hee. Được người khác gọi nhầm là Soo-hee thì cô ta vô cùng vui mừng như một kẻ điên. Phía ông chủ tịch đã phát hiện ra Sion theo dõi mình nên vô cùng tức giận. Vì sợ những chuyện xấu xa của mình bại lộ nên ông đã cho người đi sắp xếp xử lý Sion. Từ sau khi thấy vợ mình và tổ trưởng vui vẻ với nhau thì Chê Sang luôn nghĩ vợ mình và anh ta có điều mờ ám. Đang ngồi theo dõi hồ sơ thì vợ anh đi vào. Thấy cô nhận được tin nhắn rồi đi luôn nên anh đã theo dõi đằng sau và thấy hai người đi với nhau vào trong một căn nhà. Tò mò nên anh mở cửa vào xem thì mọi người bật pháo hoa chúc mừng. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi người nói rằng tổ chức tiệc ăn mừng việc thân chủ trong vụ án của anh được xuất viện.
không biết người đó là ai thì cậu ta bước ra. Chính là người mà ở thế giới thực dính vào vụ bạo lực mà đã bị chê sang xử ép. Ở thế giới này thì anh đã giúp cậu ta minh oan. Hôm nay tổ chức ăn mừng để cảm ơn Chê Sang. Hôm sau Chê Sang cùng Sion đã đến bệnh viện nơi mà Suhi được xác nhận tử vong. Bác sĩ cho biết rằng không có dấu hiệu đáng ngờ gì trên cơ thể của cô ấy, nhưng đứa trẻ cùng người phụ nữ đi theo thì rất đáng ngờ. Cô bé liên tục gọi nhầm dì và mẹ, còn bị người phụ nữ kia mắng. Sion nói liệu có phải cô ta bắt con bé thay đổi cách xưng hô. Lúc này Chê Sang cũng hiểu ra được rằng động cơ giết người của Da Som không phải là tiền bảo hiểm mà muốn cướp đi cuộc đời của Suhi và trở thành cô ấy. Ông chủ tịch không biết tại sao lại đến tìm Pin U rồi còn định lấy mảnh thủy tinh đâm cậu. Ông ta bóp cổ rồi nói cậu phải cố gắng phục vụ cho ông ta. Thấy ông ta đang nổi điên, đột nhiên cậu gọi ông ta bằng bố và nói một nửa dòng máu trong người cậu là của ông. Có vẻ ông ta đã biết được việc này nhưng không chấp nhận sự thật nên đã chê cậu là con người dơ bẩn mà dám nhận ông làm bố. Cậu còn nói nếu ông giết cậu thì cả nước sẽ biết cậu là con trai của ông. Sau khi trở về văn phòng công tố bàn bạc với nhau về những thông tin thu thập được thì ông sếp đã quyết định công khai thông tin của Da Som trên truyền hình cả nước để tìm kiếm cô. Ông chủ tịch đang vô cùng lo lắng về những điều mà Pin U đã uy hiếp mình khi nãy nên ông đã sai người chuẩn bị hãm hại xử lý cậu để diệt trừ hậu họa. Ở văn phòng, ông sếp đang vui vẻ gọi điện cho con gái thì đột nhiên nhảy ngược lên làm cho cô cấp dưới giật mình đổ cà phê lên máy tính. Cô đuổi theo để cho ông ấy một trận thì không may làm đổ cà phê lên áo hai anh cấp dưới, chạy vào nhìn thấy thì bảo ông bị tiêu chảy. Hai người vào để báo thông tin rằng đã tra ra được người trước đó đã bạo hành Da Som, chính là chồng cũ của Suhi và anh trai của chồng cô ấy. Nghe vậy khiến mọi người rất bất ngờ. Sau khi tìm được chồng cũ của cô ấy thì họ được biết rằng hai người đã hành hung cô ta vì nhìn nhầm cô ta là vợ mình. Anh ta còn nói rằng chính vì Suhi mà cuộc đời anh ta đã bị hủy hoại. Suhi vì muốn kinh doanh mỹ phẩm nên đã lấy trộm con dấu của anh ta đi vay một khoản tiền lớn. Có lần cô con gái còn kể cho anh rằng mẹ và dì luôn luôn trang điểm giống hệt nhau. Anh ta nói chắc chắn Suhi cố tình tạo ra một phiên bản giống hệt mình. Chê Sang và Sion đang ở một nhà hát kịch để điều tra về anh bạn trai của Da Som. Đạo diễn của đoàn nói rằng hai người rất yêu nhau nhưng sau một lần anh người yêu đến nhà Da Som thì sau đó liên tục tránh né cô, còn đưa cho hai người một bức thư mà Da Som đã viết tay. Cảnh sát đã có được giấy ấy nợ do Suhi và gửi cho Sion xem. Đột nhiên Sion nhận ra rằng chữ viết của Da Som và Suhi rất giống nhau. Chê Sang thấy vậy liền đưa tấm ảnh chụp chung của ba người cho đạo diễn xem và hỏi rằng ai mới là Da Số thì đạo diễn lại chỉ vào Suhi. Lúc này Chê Sang cũng hiểu ra vấn đề và nói rằng người cướp đi cuộc đời của người khác chính là Suhi chứ không phải Da Som. Từ khi tiếp cận được Da Som thì Suhi muốn biến cô ta giống như mình và luôn đi ra ngoài với thân phận là Da Som. Sau đó sát hại Da Som để sống thay cuộc đời của cô vì nghĩ rằng với thân phận của Da Som thì sẽ không ai để ý. Chuyển cảnh đến một hoa viên thì anh người yêu đang bị Suhi trói trên ghế cùng với những đồ dùng để cô ta chuẩn bị xử lý anh. Khi nghe anh ta gọi mình là Suhi thì cô ta như phát điên và nói mình là Da Som rồi bóp cổ anh. Cô ta quỳ xuống xin anh yêu mình nhưng lại bị anh chửi là đồ điên. Cô ta đứng dậy cầm lấy kim tiêm khiến anh vô cùng hốt hoảng. Cảnh sát lúc này cũng đã tìm đến nơi. Vội vã chạy vào thì cô ta uy hiếp cảnh sát, lúc này cô ta như phát điên kêu gào tuyệt vọng. Chê Sang thấy vậy thì khuyên nhủ cô ta nói rằng cô không nên để cho con gái mình bị mất mẹ. Sau khi nghe được những lời ấy thì cô ta bình tĩnh lại hạ mũi kim xuống. Cảnh sát lao lên và bắt được cô ta. Sau khi nhờ cô bạn điều tra về một bệnh viện mà ông chủ tịch luôn luôn đến vào cuối tuần và cấm tất cả mọi người không được vào trong thì Sion quyết định đến đó điều tra một mình. Sion đang ở trong phòng bệnh của một bệnh nhân thì đột nhiên ông chủ tịch cùng người của mình đến làm cô vô cùng hốt hoảng. Sion nấp trong một gian phòng bệnh đã nghe được ông chủ tịch muốn giết bệnh nhân đó. Cô tính tiến lại gần xem thì không may đã gây ra tiếng động. Ông mục sư đi theo chủ tịch bác kiểm tra các gian phòng. Sion đã chui xuống gầm giường nhưng suýt bị phát hiện, cùng lúc đó chuông báo cháy đột nhiên vang lên giúp cô thoát một mạng. Vội vã chạy ra ngoài thì đã được anh đội trưởng đến đón. Về đến văn phòng thì cô đã bị mắng cho một trận. Chê Sang đang ngồi ngoài sân thì cùng lúc Sion đi về, cô lao vào ôm anh một cách mệt mỏi. Chê Sang an ủi và nắm tay cô. Anh nói cảm ơn cô vì đã chọn mình và hứa sau này sẽ làm cho cô hạnh phúc vì giấc mơ của cuộc đời anh chính là cô. Và rồi hai người hôn nhau ở giữa sân trước sự chứng kiến và ghen tị của những người xem phim như tôi và các bạn. Hôm sau thì Sion được trao giải cảnh sát xuất sắc.
Tôi trở về nhà có được chồng tặng giày và rủ đi leo núi dã ngoại làm cô rất hạnh phúc. Ông chủ tịch từ người của mình biết được đã có lần Sion xuất hiện ở bệnh viện sợ rằng sự việc sẽ bị cô ta đào bới nên ông đã sai người để làm cho cô biến mất. Tối hôm đó đang ngồi ở nhà thì Sion đột nhiên nhận được một tin nhắn nói rằng sẽ cho cô biết thông tin về người có muốn điều tra, nên hãy đến địa chỉ được gửi nhưng phải đi một mình. Sau đó Sion tìm đến một căn nhà hoang, vừa bước vào trong thì cô ta bị một kẻ tấn công. Sau khi hạ được hắn tưởng đã xong nhưng cô bị một tên khác cầm gậy đánh vào đầu khiến cô gục xuống. Hắn ta giữ lấy cô cho một tên khác cầm thuốc ra tiêm vào người Sion và sau đó kéo cô vào trong. Chê Sang tỉnh dậy không thấy vợ thì vô cùng lo lắng, điện thoại của cô đã bị bọn chúng tắt nguồn. Sau khi dò tìm được vị trí của Sion thì Chê Sang tìm đến nơi. Khi vừa thấy cô bị trói trên ghế thì anh đã bị đánh ngất. Lúc tỉnh dậy thì hai người ngồi đối diện nhau, tên mặc đồ đen lấy trong túi ra cây búa định đập vào đầu Sion. Cô vô cùng sợ hãi, còn Chê Sang thì luôn miệng cầu xin hắn ta. Chịu kích động quá lớn, đột nhiên cơ thể anh ở thế giới hiện thực tỉnh lại. Vừa mới tỉnh dậy thì Chê Sang vẫn nghĩ mình còn ở trong thế giới kia. Sau một hồi được anh luật sư cùng với cấp dưới của mình nói đây là hiện thực chứ không phải mơ thì anh mới nhận ra rằng mình đã trở về thế giới hiện thực. Anh đội trưởng cùng đồng nghiệp của mình đang thẩm vấn một tên phạm nhân thì nhận được thông tin đã phát hiện ra một cái xác ở Chê Oa Đông. Chê Sang đột nhiên nghĩ những sự kiện ở hai thế giới đều xảy ra trùng hợp thời gian và địa điểm. Ở thế giới kia Sion bị hại. Anh sợ ở hiện thực cô cũng đang gặp nguy hiểm nên bảo cấp dưới của mình điều tra xem có vụ án mạng nào ở Chê Oa Đông không. Đội cảnh sát vừa ra đến cửa thì được cấp giấy báo rằng thi thể đã phát hiện ra là người mà họ quen. Khi xác nhận ở khu vực đó có án mạng thì Chê Sang lo lắng rằng đó chính là thi thể của Sion nên đã bảo anh cấp dưới lái xe đưa mình đến đó. Ở hiện trường vụ án thì mọi người đã khai quật nên được cái xác và xác nhận đó chính là người anh trai của Sion. Cô thẫn thờ đứng đó, mọi người cũng vô cùng đau lòng. Chê Sang chạy đến nơi thì Sion tỏ ra vô cùng lạnh lùng còn hỏi sao anh lại biết việc mà đến đây. Chê Sang còn không tin rằng lại tìm thấy xác của anh trai cô. Sion cũng thắc mắc rằng sao anh lại biết người đó là anh trai cô và cho rằng anh có liên quan đến vụ án này. Chê Sang quên mất là ở hiện thực thì hai người vô cùng ghét nhau, anh không biết giải thích thế nào về những việc mình đã biết. Sau khi trở về bệnh viện thì Sion muốn gặp Chê Sang để nói chuyện. Vào đến nơi Sion hỏi tại sao anh lại biết được những việc đó thì Chê Sang nói mình nằm mơ thấy. Càng giải thích thì Sion lại càng không tin, còn nói với anh cảm thấy ghê tởm như ngày tháng đã quen biết và qua lại với anh. Cho làm quen với hạnh phúc ở thế giới bên kia nên khi thấy Sion giữ thái độ như vậy thì Chê Sang không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Bên phía ông chủ tịch Đô Xích cũng nhận được thông tin xác anh trai Su Ho của Sion đã được tìm thấy và vụ án có thể được tái điều tra. Ông ta vô cùng tức giận vì trước thị trưởng đang nằm ngay trước mặt ông ta và cuộc bầu cử sắp diễn ra lại xảy ra chuyện này. Anh đội trưởng nhận được thông báo rằng ở khu vực phát hiện cái xác kia lại xuất hiện thêm vài cái nữa, tất cả đều là nạn nhân bị sát hại gần đây. Chê Sang ngồi bên bờ hồ nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc mình đã trải qua ở thế giới kia cùng với sự lo lắng cho Sion sẽ gặp phải nguy hiểm ở thế giới này. Ở thế giới hiện thực này thì cậu vẫn đang đứng trong vai trò là luật sư cho phe phản diện. Sau đó cậu đã được anh luật sư cấp trên gọi ra giới thiệu cho ông chủ tịch Đô Xích. Thay vì như trước kia chịu biện luận cho những điều xấu thì lần này nói chuyện với ông chủ tịch cậu lại nói thẳng mặt ông ta mong rằng ông ta sẽ đi tự thú vì cậu sẽ không giúp những điều bẩn thỉu như thế này nữa, còn không quên cà khịa về việc ông ta trở thành kẻ tình nghi liên quan đến bọn giết người. Nghe được những lời anh nói thì ông chủ tịch vô cùng bàng hoàng, đột nhiên thấy cậu thay đổi anh luật sư cũng vô cùng ngạc nhiên và khó xử trước những lời Chê Sang vừa nói. Chê Sang sau đó đã từ chức Chê, còn hẹn gặp lại ông chủ tịch rồi quay người bỏ đi. Từ sau khi phát hiện ra xác của anh trai mình thì Sion như một người mất hồn, anh đội trưởng vô cùng lo lắng. Sau đó đã rủ cô đi đánh nhau để xả stress. Sau một hồi vận động thì Sion gục xuống òa khóc, nước mắt mà cô kìm nén bấy lâu giải tỏa ra ngoài. Sau đó anh đưa cô về nhà, đến trước cửa thì anh đội trưởng đã ôm cô và nói ra những gì trong lòng của mình khiến cô ngây người không biết phải cư xử thế nào. Chê Sang ở nhà của mình luôn nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, anh còn đột nhiên tưởng tượng ra hình ảnh Sion và con gái ở trong nhà. Khi nhận ra chỉ là ảo giác khiến anh rơi nước mắt, hôm sau thì tổ điều tra về vụ án chết gửi hàng hóa đã được thành lập. Sau đó cả tổ đã được giới thiệu người phụ trách chỉ huy điều tra đó chính là Chê Sang. Khi nhìn thấy anh thì mọi người vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là Sion. Tất cả mọi người trong văn phòng đều không chấp nhận được việc Chê Sang trở thành người chỉ huy điều tra.
Vì từ trước đến giờ mọi người đều không ưa những việc mà Che Sang đã làm để rút gọn tội phạm thoát tội. Bà vợ của ông chủ tịch vào văn phòng của ông ta mở két sắt ra thì trong một cái hộp có chiếc búa là hung khí của những vụ án được phát hiện, bà vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó anh luật sư cũng đi vào khiến bà giật mình ấp úng. Khi nhìn thấy bà cứ để ý vào chiếc tủ bên cạnh thì ai luật sư đã nghi ngờ có gì đó bất ổn. Che Sang đang ở trong phòng thì ông sếp trưởng phòng đã đi vào và nói với anh rằng mặc dù không biết mục đích anh đến đây làm gì nhưng sẽ luôn theo dõi và quan sát anh. Che Sang không cần làm gì mà chỉ cần ở yên tại chỗ làm bù nhìn rồi sau đó rời khỏi đây là được. Mặc dù rất muốn giải thích nhưng anh không biết nói thế nào cho sếp tin mình. Sion ngồi trong phòng và nghĩ lại những hành động kỳ lạ của Che Sang. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, có biết tại sao anh ta luôn xuất hiện ở những nơi có mình. Sion vừa về đến cổng thì thấy trước cổng có một hộp quà, mở ra thì toàn là kẹo dẻo. Trong đó còn kèm một lời nhắn rằng người tặng là hàng xóm kế bên mới chuyển đến. Sau đó Sion tính mang quà sang tặng cho hàng xóm mới thì cô giật mình khi nhận ra người trong đó chính là Che Sang. Đột nhiên thấy Che Sang với tính cách tưng tửng khác hẳn mọi khi làm cô vô cùng ngỡ ngàng. Một nhóm bà cô cũng kéo đến vào ăn tân gia nhà, còn đầy cả Sion vào trong. Sion ngồi bất lực nhìn Che Sang tám chuyện với những bà cô mà không tin vào mắt mình. Sion khi về vẫn không hiểu nên hỏi sao anh lại chuyển đến bên cạnh nhà mình. Che Sang còn cố tình trêu người nói cô mới là kẻ bám đít mình, khiến Sion tức sù đầu. Hôm sau đến văn phòng công tố thì ông sếp trưởng phòng hốt hoảng chạy vào nói rằng ông chủ tịch Đô Xích được triệu tập đến để thẩm tra. Che Sang đã nói rằng chính mình là người gọi ông ấy đến làm cho mọi người đứng hình. Vào phòng thẩm tra, ông chủ tịch luôn ngồi nghe Che Sang nói với một thái độ không quan tâm, còn về phía Che Sang thì luôn đề cập đến những vụ án từ trước đến nay và mục tiêu anh hướng tới chính là ông chủ tịch. Cũng từ đây Che Sang chính thức đối đầu khiêu chiến với ông chủ tịch. Đang trên đường đi về nhà thì Sion cảm giác có người đang đi theo đằng sau mình, đột nhiên người nói lao tới phía cô. Cô giơ chân cho hắn một đá, quay lại nhìn thì đó là Che Sang và anh đã bị cô đá cho xịt máu mũi. Sau đó Sion dẫn Che Sang về nhà của mình. Ngồi trong căn phòng quen thuộc, Che Sang lại nhớ về kỷ niệm với cô con gái ở thế giới kia. Sau khi bôi thuốc cho anh thì Sion đuổi anh về. Nhưng Che Sang còn định chạy vào nhà vệ sinh thông bồn cầu rồi còn tỏ vẻ ra quan tâm cô khi mua những miếng đạm cạnh bàn tránh cho cô va phải. Sion không thể hiểu được những hành động của anh mà cứ gặng hỏi mục đích của anh là gì, nhưng Che Sang trả lời rằng vì mình được bắt đầu một cuộc đời thứ hai nên muốn sống tử tế hơn, tự quyết định số phận của mình. Sau khi họp với nhau về những manh mối thu thập được thì đội điều tra đã xác định được không khí có thể là búa nên đã đến khu vực gần hiện trường để điều tra những lò mổ heo, vì ở đó có những kiểu búa giống với hung khí. Mọi người đã tìm đến được tiệm mổ lợn của một ông chú, được biết rằng ông ta đã làm ở đây thứ rất lâu đời và hỏi về vụ án đầu tiên ở khu vực này. Thì ông kể lại rằng khi xưa có một phụ nữ bán thân luôn đội tóc vàng để tiếp khách, cô ta còn có một cậu con trai, nhưng cho đến năm cậu ta học cấp 3, hôm đó đi học về thì nhìn thấy mẹ mình nằm chết ở giữa sân. Sau khi tổ chức tang lễ xong cho mẹ thì cậu ta cũng chuyển đến chỗ khác. Che Sang cùng đồng nghiệp của mình đã đến tìm phu nhân của ông chủ tịch nhưng bà ta có vẻ tránh né và nói sẽ về báo cáo lại với ông. Nhưng Che Sang đã có được bệnh án của bà ta trong tay về những dấu hiệu bị hành hung, sau đó nó sẽ cứu bà ra khỏi tay ông chủ tịch. Khi nghe anh nói rằng ông chủ tịch có liên quan đến những vụ giết người thì bà ta vô cùng bàng hoàng. Thấy bà ta có vẻ không chịu hợp tác nên Che Sang nói rằng đây là cơ hội cuối cùng cho bà cùng con trai có thể thoát khỏi ông ta, vì khi ông ta đắc cử thị trưởng thì bà sẽ không bao giờ thoát ra được. Không những thế còn có thể chết trong tay ông ta và không được nhìn thấy con trai mình nữa. Ông thị trưởng thì vẫn đang giả tạo chiếm lòng tin để tăng phần trăm thắng cử. Về đến nhà thì ông ta lại tiếp tục chửi vợ đánh con vì đã làm mất mặt ông ta. Che Sang đang trên đường về nhà thì nhìn thấy Sion say rượu buốt từ trên xe xuống nên anh đã đi theo. Về gần đến nhà thì có một tên cầm chai bia xông tới đập cô, nhưng cô đã lấy tay đỡ lại Che Sang, thấy vậy thì lao lên và hắn ngã xuống. Sion tỉnh dậy trong bệnh viện thì thấy Che Sang đang ở bên cạnh mình. Cô hỏi rằng tại sao anh không biến mất, luôn xuất hiện và làm cô đau, thì anh nói rằng anh sẽ luôn bảo vệ cô. Anh dược sĩ Pin U kia đã thuê người dẫn một cô gái đến địa điểm chỉ định rồi đánh thuốc mê và đưa cô ta vào phòng thí nghiệm. Sion cùng với Che Sang đi từ trong bệnh viện ra thì được anh đội trưởng lên đón. Do anh có tình cảm với Sion nên khi thấy Che Sang ra vẻ thân thiết với cô thì đang lái xe, anh phanh gấp làm cho Che Sang suýt cắm đầu. Sau khi Sion vào nhà thì anh đội trưởng đã hỏi tại sao Che Sang lại luôn lởn vởn xung quanh Sion.
Chê Sang nói anh không cần lo lắng, chỉ cần phá được xong vụ án của ông chủ tịch thì anh sẽ tự động biến mất. Rồi Chê Sang nói cảm ơn anh vì luôn quan tâm và bảo vệ Seon. Mong rằng sau này anh sẽ tiếp tục bên cạnh chăm sóc cô ấy. Nghe những lời này, anh đội trưởng chẳng hiểu gì. Ông chủ tịch Đô Xích vô cùng tức giận khi phiếu bầu của mình liên tục bị giảm do ảnh hưởng của vụ án mới phát hiện. Anh luật sư đứng bên cạnh đã nói rằng ông nên gặp và nói chuyện với công tố viên trưởng của phòng điều tra đặc biệt để anh ta giải quyết giúp ông, nhưng ông ta đồng ý hẹn gặp mặt. Mà phu nhân của ông chủ tịch được thầy giáo gọi đến trường nói chuyện rằng con trai của bà ta có hành động hành hung bạn bè. Thầy có nói rằng khi không thích ai thì cậu bé sẽ đánh người bên cạnh của người bạn đó. Bà phu nhân nghĩ lại cảnh mình đi đánh trước mặt con trai và điều đó có thể đã ảnh hưởng đến cậu bé khiến cho cậu có những hành động như vậy. Sau khi tìm được thông tin của ngôi nhà đã xảy ra án mạng đối với người phụ nữ bán thân tóc vàng kia thì anh đội trưởng cùng với Seon đã đến đó để điều tra thêm thông tin. Seon đang dò xét tình hình thì nghe thấy tiếng động. Một người chạy ra nên cô ngáng chân cho anh nhưng cô lại là người ngã. Định thần lại thì đó là Chê Sang, cô húc đầu cái tí làm anh xịt tương mũi. Sau đó anh đội trưởng cũng trở về cùng với một bà cô sống ở gần đó. Nghe bà kể lại, người phụ nữ tên Chi Giang Hy sống trong căn nhà này kiếm tiền bằng thân xác lại còn luôn tự cao chẳng con trai mình là máu mủ của gia đình quyền quý. Bà cho biết thêm rằng mỗi năm hai lần vào mùa hè và mùa đông lúc nửa đêm sẽ có một chiếc xe ô tô cá nhân sang trọng đến trước cửa thăm hai mẹ con nhưng không nhìn rõ mặt người đó là ai. Bà nói rằng cô ta vẫn còn sống chứ không phải đã chết như lời đồn, chỉ là bây giờ không còn tự lo được cho bản thân nữa. Bà phu nhân sau khi trở về nhà thì đã hỏi con trai mình tại sao lại làm như vậy thì cậu nói đã học được những gì mình nhìn thấy, mỗi khi nhìn thấy bọn ngu dốt yếu đuối cậu lại tràn đầy căm phẫn. Bà rất đau lòng ôm con trai mình lại và xin lỗi con vì mình là một người mẹ không có sức mạnh. Chuyển cảnh đến văn phòng công tố, sáng hôm sau mọi người đang vui đùa với nhau buổi sáng sớm thì đột nhiên bà phu nhân xuất hiện khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Chê Sang nói rằng mình đã đề nghị giao dịch với bà phu nhân rồi bị ông trưởng phòng mắng cho một trận vì dám tự mình hành động. Anh nói rằng cái giá phải trả để bà cung cấp chứng cứ đó chính là tương lai của cậu con trai và cuộc sống thoát khỏi người chồng bạo hành. Sau khi vào phòng thẩm tra thì bà phu nhân hỏi Chê Sang rằng anh định rút mình như thế nào vì khả năng bà ta trốn thoát khỏi ông chủ tịch là không có. Chê Sang nói anh có quen một vị chủ tịch có một hòn đảo tư nhân ở Philippines nên khi đã có bằng chứng anh sẽ sắp xếp cho bà cùng con trai ra nước ngoài để trốn. Khi chắc chắn mọi việc đã ổn thỏa thì anh sẽ tự mình ra và biện hộ cho bà ly hôn với ông ta. Sau đó bà đã nói với anh rằng bà nhìn thấy một chiếc búa ở trong két sắt là dính đầy vết máu. Anh hỏi rằng khi nào bà có thể mang chứng cứ đó đến được thì bà nói tối nay sẽ mang đến vì ông ấy đi gặp công tố viên trưởng và không nghe được điện thoại. Seon phản đối việc hành động ngay trong hôm nay vì quá nguy hiểm cho người cung cấp chứng cứ, nhưng Chê Sang nói rằng nếu không có phương án nào tốt hơn thì cứ thực hiện như vậy đi. Tối hôm đó bà phu nhân đã lấy lý do là đến cắm hoa cho phòng chủ tịch nên đã vào và thuận lợi lấy được bằng chứng ra ngoài. Seon cùng anh đội trưởng lái xe chạy theo phía sau bà ấy. Đang chạy xe thì bà nhận được hình ảnh con trai của mình đang bị vứt nên là vô cùng hốt hoảng. Bà nhận được điện thoại từ một số lạ, đó là Pin U. Thì ra anh ta đã thấy bà có vấn đề mà cử người đi theo dõi mà nên biết được bà đang tiếp tay cho Chê Sang. Rồi anh ta đã đi trước một bước bắt con trai bà để uy hiếp bà. Khi nhận được thông tin con trai và phu nhân biến mất thì mọi người cũng vô cùng hốt hoảng. Bà phu nhân đến nơi mà Pin U yêu cầu thì anh cũng thú nhận mình chính là người con ngoài mà chủ tịch đã giấu bà bấy lâu nay. Anh còn kể lại cuộc sống khổ cực của mình khi xưa với người mẹ mê tiền của mình. Anh còn kể lại cuộc sống khổ cực của mình khi xưa với người mẹ mê tiền của mình. Bà bất chấp bám víu lấy người giàu và mang thai để moi tiền từ họ. Cậu sống một cuộc đời bị bạo hành và hắt hủi. Cậu sống một cuộc đời bị bạo hành và hắt hủi từ chính người mẹ của mình. Và chính anh ta là người đã ra tay với mẹ mình. Sau đó Pin U cầm chính chiếc búa mà bà phu nhân mang đến đánh gục bà. Chê Sang đang ngồi ở văn phòng thì nhận được thông tin mà chạy đến hiện trường khi chứng kiến bà phu nhân nằm chết dưới đất thì anh không thể tin vào mắt mình. Ông chủ tịch chạy đến chỗ Pin U thì thấy người anh ta máu me be bét, anh đang còn cười với ông và nói lần này đã bảo vệ được ba rồi. Ông chủ tịch túm cổ Pin U và nói tại sao anh lại có thể làm như vậy, thì anh ta nói bà ta đã mang chứng cứ đến đồn cảnh sát để trình báo về tội của ông. Sau đó dường như ông ta bị Pin U thao túng tâm lý mà không phản kháng được gì. Sau khi vợ chết dường như ông chủ tịch không có cảm xúc gì mà vẫn tiếp tục công việc bầu cử và đã giành thắng lợi, ông đã vẫn lên kế hoạch để che lấp đi những việc bẩn thỉu mà ông ta đã làm.
Ở phòng thẩm vấn thì Sion cùng với anh đội trưởng đang thẩm vấn hai tên tội phạm bắt được. Chúng nhận mình đã gây ra tất cả các vụ án với thái độ vô cùng khiêu khích. Sion nghe vậy thì vô cùng bức xúc lao lên tấn công hắn nhưng bị giữ lại. Ở văn phòng công tố, Sion vào trong phòng của Chê Sang nói rằng tất cả mọi việc đều là do anh. Chê Sang nói rằng tất cả mọi việc anh làm đều là vì không muốn Sion bị thương. Đang cãi nhau trong phòng thì anh đội trưởng chạy về và bật TV lên xem tin tức đang chiếu việc Chê Sang bị điều tra về việc lách luật giả mạo chứng cứ. Sau đó ông sếp cùng với Chê Sang đã bị gọi đến chỗ ông trưởng phòng công tố cùng với sự xuất hiện của ông chủ tịch trách mắng thậm tệ. Sau đó đã nhận được lệnh đình chức từ ông trưởng phòng công tố. Bin U vẫn đang tiếp tục quá trình nghiên cứu thuốc trên người của mình với một thái độ ung dung nhưng không có gì. Ở dưới hầm xe thì cậu nhìn thấy một người đang cầm búa và bỗng nhiên cậu nhớ lại chuyện năm xưa mình đã ra tay tấn công tất cả những người ở trong trại trẻ mồ côi. Sau đó còn tìm đến ông chủ tịch nói rằng muốn giúp đỡ ông ta. Cậu đưa hung khí cho ông ta nói rằng đây chính là giao dịch, nếu không đồng ý thì ông hãy cầm nó đến báo cảnh sát. Sion ngồi văn phòng nhớ lại lúc mình đi đến bệnh viện để thăm con mà phu nhân nhưng lại thấy Chê Sang ở trong đó và nói những lời xin lỗi với cậu bé. Không những thế, anh còn quỳ xuống tỏ vẻ vô cùng hối hận. Khi Sion từ văn phòng trở về nhà thì thấy trong nhà có dấu giày. Cảm nhận được nguy hiểm nên cô đã rút hung khí ra để phòng vệ, đi theo dấu chân vào đến trong phòng ngủ thì phát hiện ra Chê Sang say rượu đang nằm ngủ trên giường của mình. Mở mắt thấy Sion, Chê Sang nghĩ rằng mình đã trở lại thế giới kia rồi ôm chầm lấy cô xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô. Sion không hiểu chuyện gì nhưng cũng không phản kháng. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì hai người đi đến văn phòng thấy có rất nhiều người đứng đó biểu tình chửi mắng Chê Sang. Cậu học sinh lúc trước đã bị anh xử ép về tội bạo lực lao lên định tấn công anh nhưng được anh đội trưởng đỡ cho. Sau khi bị bắt vào trong phòng, nhìn cậu ta đang tiểu tụy trước mặt mình, anh lại nhớ về hình ảnh gia đình cậu vui vẻ ở thế giới kia, cảm thấy bản thân ở đây đã làm những điều vô cùng xấu hổ. Sau khi xong việc, anh đội trưởng cũng nói với Chê Sang rằng ngay từ đầu chí hướng của hai người không giống nhau, tại sao anh là người bảo vệ kẻ xấu nhưng bọn họ lại là người gánh chịu những lời đó. Chê Sang lúc này nghe vậy thì vô cùng xấu hổ nói rằng không còn mặt mũi nào nữa. Trong phòng họp, ông sếp nói với mọi người rằng chỉ còn một tuần nữa có khả năng Chê Sang sẽ bị khởi tố về việc lạm dụng chức quyền, cùng với đó đội điều tra đặc biệt này sẽ bị giải tán. Nhưng ông vẫn quyết định cho Chê Sang một cơ hội, nói rằng trước khi buổi lễ nhận chức thị trưởng được tiến hành thì Chê Sang hãy giải quyết vụ án này. Ngay sau đó, mọi người nhận được tin tức rằng đã điều tra ra được người phụ nữ tóc vàng tên Giang Hy kia. Anh đội trưởng cùng cấp dưới đi tới bệnh viện nơi mà người phụ nữ kia đang ở thì được bác sĩ cho biết rằng bà ta bị tụ máu não do chấn động mạnh và bị thiểu năng ngôn ngữ, khó khăn trong việc phán đoán và nói chuyện. Khi vào trong phòng gặp bà ta thì bà ấy không còn tỉnh táo. Khi nhắc về vụ án năm xưa thì bà bắt đầu hoảng loạn không giữ được bình tĩnh. Chê Sang cùng với Sion đi tới chỗ một nhà thôi miên vì Chê Sang muốn dùng cách thôi miên để giúp mình nhớ lại những ký ức có thể giúp cho việc phá án. Sau khi bị thôi miên, Chê Sang đã nhớ lại tất cả những gì xảy ra vào đêm hôm đó ở thế giới kia cùng với Sion. Từ việc anh đi tìm cô cho đến việc anh bị đánh và bắt trói, sau đó nhìn thấy kẻ có hình xăm con rơi. Sion đứng bên cạnh nghe những việc anh đang nói ra thì vô cùng ngỡ ngàng, do quá kích động nên bác sĩ đã đánh thức anh dậy. Sau khi trở về văn phòng thì Sion hỏi anh tất cả những việc khi nãy là thế nào. Do bị cô thúc ép trả lời nên Chê Sang đã nói rằng trong thời gian hôn mê anh đã sống ở một thế giới khác. Sau khi ra hỏi y tá rằng bà Giang Hy không còn có người nhà nào thì đột nhiên anh đội trưởng phát hiện ra rằng bệnh viện này được tài trợ bởi ông chủ tịch và Bin U. Ở văn phòng thì Sion vẫn không tin những lời Chê Sang nói là sự thật, cô còn bảo anh bị điên và nên đi điều trị tâm thần sau tai nạn. Sau khi cả tổ tổng hợp những thông tin điều tra, bà Giang Hy nói rằng bà đã lấy tên công ty Sun Ho của người đàn ông đó đặt tên cho con trai. Mình và bọn họ đã điều tra ra được công ty có tên đó trước kia là thuộc ông chủ tịch Do Sik. Không những thế, họ còn tìm ra được bài hát mà bà ấy luôn lẩm bẩm trong miệng. Khi nghe được bài hát ấy, Sion vô cùng ngạc nhiên vì nó giống y như bài hát mà Chê Sang đã hát lên trong lúc bị thôi miên. Ông chủ tịch đang lên kế hoạch để tiêu diệt Bin U. Anh cũng chính là cục đá lớn nhất gây ra bất lợi cho ông. Nhưng ông ta không ngờ rằng Bin U đã đặt máy nghe lén ở trong phòng và nghe được hết tất cả kế hoạch của ông ta. Và Bin U nói rằng sẽ dạy cho ông ta một bài học. Ở tổ điều tra thì đã phát hiện ra một người khi xưa làm trong trại trẻ mồ côi của anh trai Sion, ngay sau đó ra tìm đến và dẫn anh ta về phòng thẩm tra. Anh ta kể lại rằng có một cậu bé tên Sun Ho đến đăng ký vào trại trẻ mồ côi, nhưng từ sau khi cậu ta đến thì rất nhiều chuyện kỳ lạ.
xảy ra như gia súc trong nông trại đều chết do bị đập vỡ đầu dần dần, sau đó là những đứa trẻ khác trong trại cũng bị thương. Anh ta đã nhìn thấy có lần anh trai của Sion hỏi cậu ta có phải tất cả những việc đó là do cậu làm không, nhưng cậu ta lại tỏ ra một thái độ khiến người ta nổi da gà rồi tự mình ngã xuống cầu thang, khiến cho mọi người hiểu lầm viện trưởng là người đã đẩy cậu ta xuống. Từ đó mọi người đã quay lưng lại với viện trưởng và nói anh là ác ma đeo mặt nạ thiên thần. Sau khi nghe xong thì Sion cũng đoán được rằng vụ việc cô nhi viện năm xưa không phải là do ông chủ tịch gây ra mà chính là Sun Ho. Chê Sang gọi cho hai người đồng nghiệp đến bệnh viện nơi mà bà Giang Hy đang ở đó để đánh cắp dữ liệu nội bộ. Khi Chê Sang đến đó, thì đột nhiên anh nghe thấy bài hát quen thuộc và nhìn thấy người đang hát nó chính là Pin U. Anh lại gần và giả vờ bắt chuyện. Trong lúc Pin U chuẩn bị rời đi thì anh đã gọi tên Sun Ho làm anh ta khựng lại, sau đó đã nói ra tất cả những manh mối mình tìm kiếm được cho anh ta nghe. Pin U còn nói rằng Chê Sang hãy bảo vệ người anh muốn bảo vệ, coi chừng cũng bị tấn công như vậy, làm cho Chê Sang rất tức giận túm lấy cổ áo anh ta. Vừa đóng cửa lại thì Pin U bộc lộ ngay ra vẻ sợ hãi của mình vì không biết tại sao Chê Sang lại biết được bí mật của mình. Trở về đến sở cảnh sát thì Chê Sang biết được rằng Sion sẽ được nhận bằng khen và buổi lễ nhận bằng khen sẽ được tổ chức vào ngày mai. Chê Sang nghe vậy thì vô cùng lo lắng vì ở thế giới bên kia sự việc xảy ra đúng vào ngày Sion nhận bằng khen. Sion thấy Chê Sang đứng một mình lên đã hỏi anh có chuyện gì, nhưng Chê Sang chỉ nói rằng ngày mai sau khi nhận bằng khen cô hãy đi đến một nơi nào đó thật xa thật an toàn để nghỉ ngơi. Sion hỏi lý do thì không được anh trả lời, anh ôm cô vào lòng với thái độ vô cùng lo lắng. Hôm sau thì Chê Sang cùng cấp dưới của mình đã phát hiện ra được chứng cứ mới nên đã cùng nhau trên đường đi đến đó. Trên đường đi Chê Sang đã gọi điện cho anh đội trưởng nói rằng anh hãy ở bên cạnh Sion cả ngày hôm nay để bảo vệ cô ấy. Vừa đến nơi đi vào thang máy thì anh gặp một người có hình xăm con rơi và anh đã cảm thấy điều bất ổn. Không kịp phản ứng thì ngay sau đó Chê Sang đã bị bọn chúng đánh ngất và trói lại. Sau đó thì Sion đã nhận được điện thoại của anh cấp dưới nói rằng Chê Sang đã bị bắt cóc trong lúc đang đi tìm kiếm bằng chứng. Sion lúc này nhớ lại những lời mà cô đã nghe trong khi Chê Sang bị thôi miên mà cảm thấy vô cùng bàng hoàng lo lắng. Vin U lúc này đang ở văn phòng của ông chủ tịch đe dọa ông giao lại chức giám đốc của công ty nếu không anh ta sẽ cho. Đoạn video Chê Sang bị xử trong phòng bầu cử của ông và chỉ trong vòng 30 phút sẽ trở thành tin đặc biệt trên báo chí. Nhận được thông tin thì cả sở cảnh sát đang lái xe đến vị trí mà bọn họ cho rằng Chê Sang bị nhốt ở đó. Bọn chúng thấy có người đến nên đã huy động tất cả lực lượng ra để đánh nhau ngăn cản. Sau đó bọn họ lao vào đánh nhau như phim trường. Sion còn bị một tên đập gậy vào người. Đội trưởng ra đỡ cho cô một dao nói cô mau chóng vào cứu Chê Sang, nhưng cửa bị vài tên chặn lại. Cô đã dùng ghế ném vỡ cửa kính rồi lao đến tháo túi cho Chê Sang. Cấp dưới của Chê Sang đã mang được bằng chứng liên quan đến vụ án về văn phòng và trình bày manh mối cho sếp nghe. Ngày hôm sau khi ông chủ tịch đi đến văn phòng thì bị rất nhiều phóng viên ở đó bao vây hỏi về việc xảy ra tối. Hôm trước, tất cả các nhà đầu tư liên quan đến dự án của ông chủ tịch đều không nhận điện thoại của ông. Thấy sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát nên anh luật sư đã đề nghị hủy tài liệu của các nơi mà có sự dính líu tới ông chủ tịch. Chê Sang từ bệnh viện trở về thì cậu cấp dưới mừng như được mùa vì thấy anh không sao. Sếp gọi mọi người lại họp cho mọi người xem tài liệu của những nạn nhân được tìm thấy trong túi sách, trong đó còn một tờ giấy gửi tới Chê Sang. Thì ra trước khi bà phu nhân chủ tịch qua đời đã chuẩn bị lại những thứ này để phòng khi mình gặp bất trắc thì Chê Sang sẽ dựa vào đó để điều tra sự việc. Sau khi tổng hợp lại những manh mối thu thập được thì mọi người quyết định điều tra từ quỹ phúc lợi của tên mục sư. Vừa đến nơi thì thấy hắn là đồng bọn đang chuẩn bị thu dọn tài liệu. Chê Sang tìm đến văn phòng của ông chủ tịch muốn ông hợp tác điều tra, cùng lúc đó thì tên mục sư kia đã bị bắt đi. Đến phòng thẩm tra dù nói thế nào thì ông chủ tịch cũng tỏ ra là mình không biết gì. Chê Sang thấy vậy liền bảo cấp dưới tắt máy ghi hình đi và nói có một cách sẽ giúp ông an toàn trong việc này, đó là đổ hết tội lên đầu của Pin U. Pin U ở phía kia thì vẫn đang cố chấp thử nghiệm thuốc sinh học của mình trên con người và nói tên thuộc hạ tìm chỗ trốn đi để tẩy trắng thân phận. Sion gần về đến nhà thì gặp được mấy bà thím cùng khu nên cô bị lôi vào trong nhà cầu nguyện cho Chê Sang an toàn. Đưa Sion về đến cổng, Chê Sang nói rằng nếu như một ngày nào đó sự căm ghét đối với anh trong lòng cô giảm bớt đi thì anh sẽ kể cho cô nghe về chuyện thế giới ở bên kia. Cho cô biết rằng hai người đã hạnh phúc thế nào, anh yêu cô bao nhiêu, con gái của họ đáng yêu ra sao. Chê Sang đã tìm đến Pin U và cho anh ta nghe đoạn ghi âm giữa mình và ông chủ tịch nói rằng sẽ đổ tội hết cho Pin U. Nhưng thực ra đoạn âm thanh đó đã được chỉnh sửa bởi cấp dưới của anh để anh thực hiện kế hoạch ly gián hai người bọn họ.
Pin U sau khi nghe được đoạn ghi âm đó thì có vẻ sợ hãi. Ông chủ tịch Đô Xích đang dụ dỗ tay sai của Pin U phản bội lại anh ta và có vẻ như hắn ta đã đồng ý. Ông còn sắp xếp sẵn một tang lễ dành cho Pin U cùng với các nhà báo đang chờ. Sau đó ông chủ tịch đã đến gặp Pin U. Cậu ta cũng không ngờ rằng cánh tay phải của mình lại phản bội mình. Lúc này thì hai cấp dưới của Chê Sang cũng đã mai phục ở đó và gọi điện báo cho nhóm của anh. Ông chủ tịch sai người giữ cậu ta lại muốn tiêm thuốc để xử lý. Bỗng nhiên tình thế bị lật ngược thì ra tất cả những người xung quanh ông chủ tịch đều là thuộc hạ của Pin U cài vào làm cho ông ta tốt cùng ngạc nhiên và sợ hãi. Pin U chắc ông ta không chăm sóc mình để cho hắn sống một cuộc đời đau khổ. Ngay sau đó Pin U đã lấy ống thuốc tiêm vào cổ ông ta. Cùng lúc đó đội điều tra cũng tới nơi nhưng thấy ông chủ tịch đã nằm im dưới đất. Ngay sau đó hai bên lao vào đánh nhau. Nhân lúc hỗn loạn thì Pin U cùng tên tay sai của mình đã chạy thoát, Chê Sang cung cấp dưới đuổi theo nhưng không kịp. Lúc này thì sếp ở văn phòng nói cho tên mục sư và tên luật sư dưới trướng của ông chủ tịch biết rằng ông ta đã chết nên hãy ngoan ngoãn mà khai ra sự thật. Sau khi trốn thoát khỏi đội điều tra thì Pin U đang chuẩn bị một chuyến tàu để vượt biên nhưng vẫn nuôi ý định tiếp tục thí nghiệm trên cơ thể người của mình ở nước ngoài và nói với cấp dưới phải đưa bằng được cô gái đã thử nghiệm thuốc của mình mà không chết đi cùng anh ta. Sau khi phòng thí nghiệm bị bỏ lại thì cô gái kia vẫn đang bị trói và bơ vơ một mình. Đội điều tra của Chi Sang cũng đã tìm ra được ý chí của phòng thí nghiệm. Trong lúc đó thì tên tay sai của Pin U đến nơi và đưa cô gái đi, vừa ra đến xe thì đội cảnh sát đến chặn lại yêu cầu thả người. Cảnh sát đã nói tên tay sai gọi điện cho Pin U. Sau khi anh ta biết được cô gái mình tốn hàng nghìn tỷ để thử nghiệm thuốc đã bị cảnh sát bắt được thì anh ta vô cùng khó chịu. Ngay sau khi trở về thì Chê Sang đã được mời đến đài truyền hình để phỏng vấn về vụ việc của Pin U. Tất cả những thông tin cũng như tội ác mà anh ta đã làm đều được công khai trên sóng truyền hình và phát lệnh truy nã toàn quốc. Chê Sang trở về nhà thì đột nhiên thấy nhà của Sion khói bay nghi ngút, tưởng cháy nhà, anh chạy vào xem thì cô quên không tắt bếp. Vào trong phòng thấy Sion đang khóc mà không nói lên lời, anh chỉ biết vỗ về an ủi cô. Sau đó Sion đã hỏi Chê Sang về cuộc sống ở thế giới bên kia và được Chê Sang kể cho nghe những giây phút hạnh phúc mà anh mơ ước có lại được ở đó. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy có người bấm chuông cửa nên Sion ra mở thì thấy một bó hoa. Vừa cầm lên định đi vào trong nhà thì cô thấy Pin U đã đứng ở trong sân, đột nhiên cô chóng mặt rồi ngất đi. Chê Sang mang đồ ăn sang cho cô thì thấy mọi thứ lộn xộn nên đã vào xem, anh đã đoán ngay được rằng cô đã xảy ra chuyện. Chê Sang đến phòng công tố mà bạc với mọi người và đoán được hắn ta sẽ ra tay với Sion ở nhà cũ của mình. Sau khi đến nơi thì mọi người không thấy gì ở đó và nhận được tin báo rằng mẹ của Pin U đã chết ở bệnh viện. Mọi người lúc này mới nhận ra rằng mình đã đến nhầm chỗ. Pin U đã đưa Sion lên sân thượng rồi trói cô lại. Hắn ta đang chuẩn bị ra tay với cô thì cô đã nhặt được mảnh thủy tinh và đánh ngã hắn. Do vẫn còn thuốc mê nên cô không chạy được và ngã xuống, hắn ta lôi cô lại. Mọi người cũng đang chạy lên trên, Sion suýt nữa thì bị đập nhưng mọi người đã chạy lên kịp, anh đội trưởng đã bắn súng vào tay hắn ta. Sau đó hắn có ý định nhảy xuống tự tử nhưng được anh đội trưởng và Chê Sang cứu. Sau đó đưa còng cho Sion tự tay bắt giữ tên hung thủ sát hại gia đình cô. Sau khi mọi việc được giải quyết, Chê Sang cùng Sion đến thăm người con gái đã mất của anh trai mình, sau đó hai người cùng nhau đi dạo. Chê Sang nói rằng sẽ không ở bên cạnh cô nữa rồi định rời đi thì Sion gọi anh lại nói rằng muốn ở bên anh cả đời. Anh phải ở bên cạnh cô đến lúc nào cô hết giận thì thôi. Vậy là hai người ôm nhau với cảm xúc vỡ òa. Tất cả những nguy hiểm và khó khăn đã đi qua. Cuộc sống trở về yên bình. Anh đội trưởng tiếp tục công việc của mình ở một sở cảnh sát mới. Ông sếp cũng nhận ra được tình yêu của đời mình. Sion gọi điện báo cho Kê Sang nhà mình đang ở bệnh viện. Anh hốt hoảng chạy tới thì cô bảo là mình đã có thai. Chê Sang lại còn giật mình bảo một phát dính luôn à. Chê Sang nói sẽ chăm hai mẹ con cô cả đời mà hai người ôm nhau hạnh phúc vì có thêm thành viên mới. Vậy là bộ phim kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy bộ phim này hay đừng ngại để lại cho mình xin một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực ra thật nhiều video hơn nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.